Hồi thứ 9, lại nói hòa thân từ khi rời Hồ Nam về kinh chỉ có một vài năm, đã làm đến quan tột bậc, là quân cơ đại thần, kiêm nội vụ phủ đại thần lại kiêm thống lính quân bộ, tổng lý hành dinh sự vụ, sau kiêm chức thị vệ nội đại thần, kiêm phiên viện, bộ hộ, thượng thư, do được vua Cản Long tin yêu, nên luôn luôn ở bên vua không rời. Bất kể hoàng thân quốc thích, công thần, văn sĩ không ai không tôn sùng hòa thân. Vua Càn Long không một ngày rời hòa thân, lại đem công chúa thứ 10 gả cho con hòa thân là Phong thân Ân Đức. Công chúa gặp hòa thân gọi là đại nhân, hòa thân cũng hết lòng cung phụng công chúa, mỗi khi vào phường phố, công chúa thích thứ gì, chỉ hé miệng hòa thân đã bảo cửa hàng bán luôn cho. Càn Long cười bảo, làm dâu một nhà chồng tiêu tiền như phá vì con mới thỏa. Hòa thân với Càn Long là chỗ có con gả cho nhau do đó hòa thân hành động không sợ ai, thề thiếp, đầy tớ, của riêng trong nhà, có thứ cản long cũng không bằng. Quan lại trong ngoài đều là phe phái của ông ta, lại có bọn tay chân, dựa vào hòa thân, không có việc gì ác độc không làm. Ngự sử Tào Tích Ngọc thấy người thân cận của hòa thân là Lưu Toàn, mượn thế phất lên, nhà cửa dầu đột khởi liền là một bản tông. Vua Cản Long sai đình thần xét hỏi, đình thần không dám xét kỹ chỉ cho rằng Tào Tích Ngọc nghe đồn không có chứng cứ, mắc vào tội nói nhảm không đúng. Một tên thái giám còn không làm gì nổi, huống hồ chính hòa thân. Hòa thân dẫu thế, vẫn kia một người, đó là Lưu Dung. Một lần Lưu Dung và hòa thân phò giá đi tuần phương Nam, các quan châu phủ các nơi đều đến đón tiếp Đức Vua. Nhưng buổi đến châu Tế Ninh, Sơn Đông Nhan Hy Thâm đi phát trần đến đón vua chậm. Hòa thân bèn nói, cái gã hỗn hào này, dám láo đến thế chẳng những không đưa người phục dịch, lại không đến đón vua, dưới mắt không coi nhà vua là gì, tội đáng chém. Cản Long cũng không vui, cũng muốn nói như vậy. Lưu Dung vội chạy lên thưa rằng, con người này tội thật lớn, nhưng do phát trần mà mắc lỗi, dẫu là có tội với đức vua, cũng không thể coi là tội trọng, hòa đại nhân không nên chỉ vì một việc, mà phải xét cả đại thề. Cản Long nghe ra liền quay lại bảo hòa thân tội nhỏ tâu thành tội to, quả là hồ đồ lần ấy làm hòa thân bẽ mặt những việc như thế làm sao hòa thân chẳng ghét giận lưu dung hòa thân đã canh cánh muốn cho lưu dung mấy trận chi ít cũng phải ra khỏi kinh đô rời thật xa đức vua do đó mấy lần đã tâu với vua nơi này cần người đến tuần sát chi châu nơi kia cần phải điều người thay hòa thân nghĩ một ngày nào đó có người nào không gánh vác nơi công việc sẽ có chủ ý đẩy lưu dung đến nơi cần tống đi may sao chức hồ châu mục cần người thay cho đinh phụ yêu vua cản long liền cử lưu dung làm chi phủ hồ châu tỉnh chiết giang hòa thân được biết bỗng toan chủ tính lại thì ván đã đóng thuyền hòa thân thấy sự đã rồi thì tự trách mình là tính việc chưa thật kỹ nguyên do đất chiết giang vốn là đất hòa thân ở đã lâu đã sẵn có cơ ngơi lại thêm ông ta là quan lớn nên nhà cửa dinh thự xây cũng khá nhiều và lại thân bằng cố hữu ý thế của quan lớn, không việc gì là không làm. Nay cử lưu dung xuống chăn dân ở Hồ Châu, có khác gì, lại ông tôi ở bụi này. Do đó càng nghĩ càng tức, không biết cách nào khác, chỉ lập tức báo cho người nhà được biết, không được sơ ý. Khỏi nói hòa thân mưu mẹo những gì, chỉ nói đến việc lưu dung đến chiết giang nhậm chức. Một hôm, bạn thân của lưu dung là ngự sử ngô đông hồ mờ tiệc tại nhà để tiễn lưu dung. Trong tiệc ngự sử họ ngô hỏi Lưu Dung, Lưu Đại Nhân, quan anh có biết đất Chiết Giang là đất của ai không? Lưu Dung cười đáp, tôi há chẳng biết đó là vườn sau của Hòa Đại Nhân ư. Ừ. Ngô ngự sử nói, biết là tốt, nhưng trong vườn sau lại có nội thất. Chẳng biết Lưu Đại Nhân đã biết hay chưa? Lưu Dung nói, xin ngài cho nghe, nội thất ấy chính là đất Hồ Châu, người trong nhà ấy chính là hai họ Thi và họ Dương. Đại Nhân đến đất phải xem trọng đấy. Lưu Dung nghe xong cười nói, đa tạ ngô đại nhân, tôi xin ghi nhớ, hai người rong chuyện vài câu. Lưu Dung nắm tay cung kính trước chủ nhân, cười nói, tôi tuy đã làm quan được bấy lâu, nhung ra ngoài lần này là một. Xin quan anh là bạn cố chi, cho lời chỉ bảo. Ngô ngụ sự trầm ngâm một lúc, thành khẩn nói, đạo đức văn chương của quan anh, vốn đã có sẵn, chẳng phải nói nhiều. Nhưng cái đạo làm quan lấy muôn dân là chủ ý, trước hãy coi trọng chữ, dạy dỗ song mới phải dùng đến hình đó đâu chỉ kẻ này thương bình luận mà là chuyện không thể không bàn tới được hỏi đến đâu chẳng dám hết mình mà nói theo ý nghĩ nông cạn của tôi quan anh đi lần này chỉ nên bình tĩnh chăm chỉ chịu nghe yêu dân tám chữ ấy thật đáng lưu tâm chẳng có gì hơn thế được lưu dung gật đầu nói tám chữ của quan anh thật đầy đủ tôi xin ghi nhớ không quên Mấy năm gần đây nghe nói bọn quan lại ở Chiết Giang làm nhiều điều không tốt. Các quan chức chỉ lo các chuyện khuất tất, không để ý gì đến việc quan. Tôi dẫu với đường hoạn lộ chưa có nhăm nhe gì, chỉ mong làm việc tốt, việc ứng xử với đạo làm người, xin được chỉ giáo đôi điều. Ngô ngự sử nói một lời nên lưu ý là sự việc không thể căn cứ vào lời người ta nói. Cho dù gió táp, sóng xô, cứ đường thẳng mà đi. Cho dù ai đó đặt bầy, chỉ lấy lòng thành đối đãi việc nhỏ ắt phải tòng quyền, chính đạo không thể lìa xa, chỉ cần trong lòng không cong vẹo. Lời nói cũng nên sợ, đến như bạn bè tốt làm quan cùng lứa, cùng chạp tuổi tôi, như Nam Trực Lệ một Thái Thú, mấy người ở Nam Châu, Thái Thương Châu, tôi đã có lời nhắn gìn, nhờ họ chú ý đến quan anh. Đó đều là những người bạn có thể nhờ cậy lúc cấp bách, gặp việc có thể bàn bạc được. Liều Dung nghe xong, cảm ơn mãi rồi từ biệt, về đến phủ dặn dò gia nhân là văn thân, tưởng kỳ thu xếp hành trang, lại sắp xếp cho phu nhân là lâm đại gia và cô hầu gái là kỳ hà, tạm lưu lại kinh đô, đợi đến nơi sắp đặt đâu vào đấy, sẽ cho người về đón. Bữa đó, ba thầy trò lưu dung, nhẹ nhàng từ kinh đô xuất phát, xuống phía nam, trên đường không dám sơ khoáng. Tuy đã vào tháng 2, nhưng một giải giang nam non xanh nước biếc, cây cối sung xê. Trên đường tới Hồ Châu, ba con ngựa nối nhau đi. Lưu Dung cưỡi ngựa đi trước, nhìn thấy trên đường không có người, liền ghim cương ngựa đợi văn thừa, tưởng kỳ và hỏi, thành Hồ Châu còn xa không? Liệu trưa nay có tới? Văn thừa lên trước, cười đáp, Hồ Châu cách đây 50 dặm, ta đi từ giờ thìn giờ sắc trời đã chuyển sang giờ tí, đã đi hết giờ thìn, tính ra đoạn đường chỉ được chừng 20 dặm, đi như thế này, thì trước giờ ngọ cũng đến được Hồ Châu. Lưu Dung gật đầu, tưởng kỳ liền hỏi, bẩm quan, Thầy cho ta vào thành, rồi đến dinh phủ luôn chứ ạ? À? Lưu Dung nghe liền cười, chắc là người đói rồi sợ tiến vào dinh phủ thì quá bữa chưa? Thế thì, cứ vào thành đã, ăn chút gì rồi hãy tính sau. Tưởng kỳ vội cười bảo, còn sớm nay, sợ đi không có gì ăn chưa, liền ăn một chút rồi. Chỉ sợ quan ban sớm dùng bữa hơi ít, có ăn một bát cháo nhỏ, nên không ổn thôi. Sớm con đã lưu tâm mang theo chút bánh phục linh, quan có dùng không ạ? À? lưu dung xua tay cười bảo không cần chỉ qua giờ thìn là ta đến nơi chỉ sợ ngươi không chén được thôi tưởng kỳ nghe vậy rất vui liền cùng với văn thừa ăn bánh phục linh ngay phía sau lưu dung rồi lại cùng đi gấp lưu dung rồi ngựa đi trước trong đầu đang nghĩ khi đến tỉnh vấp một số tình huống nguyên là sau khi lưu dung đến tỉnh tuần phủ hà trung thừa thấy ông từ kinh đô cử về lại có tiếng lâu năm ở bên vua so với các vị quan khác khác hẳn do đó không dám đón tiếp qua loa khi tiếp kiến lấy lễ đặc biệt mà đãi khi lưu dung rời tỉnh còn bày tiệc rượu mà tiễn còn mời cả các quan ở châu phủ cùng tiếp rất nồng hậu thật là hiếm thấy song sự ân cần thì chưa lộ vì khi lưu dung thưa qua rồi hỏi ông ta chỉ bảo cho việc chăm lo chính trị ở hồ châu thì hà trung thừa chẳng đề xuất được gì chỉ nói chung chung hồ châu lo việc gồm có sáu huyện là quê của lúa của cá tiền lương đủ đầy kho tàng rất sẵn gần đây các quan quận thú chưa hết trách nhiệm chính sự có thiếu sót ông mà về ngồi chăn dân ở đấy thì hồ châu có thể nói là gặp người chắc là sẽ làm tốt hà trung thừa nói nửa chừng như thế là dụng tâm có hai điều thứ nhất muốn nói rõ đất hồ châu vốn có nhiều chuyện quan chức địa phương vốn thô lậu là chuyện từng đã xảy ra thứ hai lưu dung về phủ liệu có làm gì nổi không hay là cũng chẳng khác gì người trước cả hai điều chẳng liên quan gì đến ta. Hà Trung thừa làm gì chẳng biết Hồ Châu là đất cấm của hòa thân, nên mới lấp lửng thế. Đến phủ viện khác thì một vài quan chức cũng giao đãi vài câu với Lưu Dung. Các vị ấy đều là những người hầu hạ bên mình quan tuần phủ, họ cũng chẳng mặn mà, chức tước cũng không cao. Trừ có một người là viên ngoại lang ở phủ, còn đều là ở các ban bể. Do đó các việc về điền, hộ, binh bị, tiền thóc, hình án, bản mưu tính kế, đều do chân tay của quan tuần phủ cả, chẳng phải bận tâm, mà có bàn thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Vì quan chức nha lại ở các ti, các đạo bên dưới, đối với đám này đều vị nề. Gọi họ là những người thắp lửa, còn họ thì cho rằng một giải đất chiết giang công việc thật sáng giá. Theo truyền thuyết, Tăng Quốc phiên đánh bọn Thái Bình Thiên Quốc lần nào cũng thua. Một bẩn, nhà vua sai người xuống hỏi tình hình đánh đấm, Tăng Quốc phiên chỉ biết cầy đầu viết tờ tấu, trong khi đó nói cách cớ, ông luôn bị thua liền dùng chữ, càng đánh, càng thua. Trong phủ tảng có một vị mạc khách, một, xem xong, cả sợ lập tức nói với Tăng Quốc Viên rằng, viết như thế này, Đức Vua nhất định bắt tội. Tăng Quốc Viên nghe xong hỏi nên viết như thế nào, vị mạc khách ấy thưa, rất đơn giản, quan lớn chỉ cần đổi mấy chữ, càng đánh càng thua, viết ngược lại thành, càng thua càng đánh, thôi. Tăng Quốc Viên theo kế mà làm, quả là, khi Đức Vua đọc tờ tấu không nhũng không bắt tội lại còn khen ngợi lập tức cử người đến ủy lạo lại phong cho tăng quốc phiên là ông tướng không chịu lù do đó mới biết công của người mạc khách kia quan trọng nhường nào lại nói các quan chức trong dinh thấy quan tuần thủ có biệt nhờn với lưu dung thì cũng tỏ vẻ coi trọng ông trong tiệc lưu dung không thể không hỏi họ về cách cai trị hồ châu nên như thế nào họ đều nói hồ châu sáu huyện rất giàu có nhưng thói đời ở đó rảo trá không thể không cẩn thận. liều Dung nghe thế, băn khoăn, liền hỏi, chuyện này tôi nghe nhiều người nói không giống nhau, lại làm quan ở Kinh Thành đã lâu, chẳng biết gì, xin các quan cho biết đến Hồ Châu thì nên làm việc gì trước. Một người trong bọn họ liền nói, Đức Thánh thuở xưa chẳng dạy rằng, thi hành chính lệnh khó, đều là tội của đám nhà giàu. Nhà giàu đây là kẻ tai to mặt lớn, một giải đất Hồ Châu, làm gì cũng không qua mặt được họ thi họ dương nếu mọi việc lưu đại nhân, cùng bàn cùng lo với họ thì lo gì chuyện dân chúng ở đó khó chỉ, và lại quan lớn chưa có lợi thế. Lưu đại nhân vốn cao minh, cần gì phải dặn dò nhiều. Nghe được thế thôi, Lưu Dung cũng thấy bổ ích khi chịu hỏi han, liền để tâm phòng ngừa. Từ đó đến khi tiệc tan, Lưu Dung không hỏi gì thêm, bọn họ cũng không nói thêm gì, rồi cùng nói lời tạm biệt. Kỳ thực, trong đám người đó có một người nào lại không qua lại nhà hai họ thi dương huống hai nhà họ thi họ dương từ lúc nhận được thư của hòa thân đã dặn dò một số người thăm dò cho được hư thực lưu dung ra sao để còn toan tính lưu dung nào biết được như thế khi vừa chân ướt chân giáo làm sao biết cặn kẽ được cũng không muốn phô trương nên chỉ nhẹ nhàng thăm dò một vài người thôi lúc ấy đám nho sĩ ở hồ châu ở trên tỉnh cũng nhiều lưu dung những ngày lưu ở đó cũng đã chú ý tiếp xúc đôi lúc với họ. Trong số họ đa phần là đám sĩ tử hoặc là người buôn bán, cũng chẳng biết lưu dung là thế nào nên nói rất thật lòng. Họ bảo, dân Hồ Châu chúng tôi chất phác thực thà, lại là nơi đất tốt, sản vật phong phú, dân chúng chẳng phải là thiếu đói đâu, nhưng vài năm gần đây tình hình không giống trước nữa. Từ lúc hai họ Dương họ Thi lo xây nhà xây cửa cho hòa thân, nuôi gia nhân đầy tớ, khiến cư dân Hồ Châu kêu khổ triền miên. Mà các quan từng đến đây nhậm chức không ai không là người thân hoặc bạn bè của họ. Thẳng hoặc có một vài viên quan ngay thẳng cũng chẳng dám nói nhiều, hoặc bị cô lập, hoặc bị đổi đi nơi khác, chẳng còn biết ra sao. Do thế mà Hồ Châu là thiên hạ của hai nhà họ thi, họ dương rồi. Liều Dung tuy người chưa đến Hồ Châu, nhưng việc Hồ Châu thì đã rõ khá nhiều. Chỉ còn lo làm sao giải quyết được tình trạng này ông cũng biết họ từ hồ chân lên tận tỉnh đón nhưng ông cố tránh mà chỉ cùng văn thừa tưởng kỳ lặng lẽ đến hồ châu lúc này trên mình ngựa lưu dung đang nhớ lại những điều tai nghe mắt thấy ở trên tỉnh nên dáng trầm ngâm chợt đã tiến vào đất hồ châu đất hồ châu vốn là nơi thủy bộ đều thuận tiện đặc biệt thành quách một dài đường lớn gặp nhau tất là nơi dân buôn qua lại mười phần tấp nập lưu dung vừa tới cửa thành đã xuống ngựa Văn Thừa, Tưởng Kỳ cũng xuống ngựa, cả ba đi bộ tiến vào, nháy mắt đã đến đường chính. Lưu Dung đi lên trước thấy răm ba khách đi đường đang ngồi nói chuyện xuông, liền đến chào và hỏi thăm xem ở đâu, gần đây một chút, có thể dừng chân dùng cơm được. Một người già đáp lễ nói, trước mắt không xa, có hiệu khách hương cư của ông chủ họ trịnh, là một người nấu ăn giỏi, rượu ở đấy cũng ngon, cửa hàng sạch sẽ, quan khách dừng chân là thích hợp người bên cạnh lại nói trái lại đừng đến đấy con gái ông trịnh vừa mất hôm qua hôm nay đem chôn chắc là khách hương cư không mở cửa nhưng ông già thì xua tay bảo anh không biết đâu con gái ông trịnh chôn sáng nay quả là vậy nhưng quán tiền khách lai like của ông anh cả họ trịnh không mở chứ quán khách hương cư của ông em họ trịnh thì vẫn mở chính mắt tôi trông thấy mà có một người than rằng cô con gái đẹp như hoa như ngọc thế vừa tròn là tuổi thế mà chết thảm thê quá. Chào ơi, sự đời sao lại đến thế? Lưu Dung nghe qua mấy câu, trong lòng đã rõ, lại chợt nghe một tiếng quát dẹp đường từ xa vọng đến, rồi gió ngựa bỗng vang lên, 24 con ngựa nòi từ trong thành chạy ra ngoài thành, chỉ thấy người cưỡi ngựa mặc áo nhà quan, mang cờ, quạt, tán, lọng đang đi đâu, như thể để tham dự một buổi tiệc mừng rất quan trọng, họ đi còn xa, mấy người đã lùi vào một bức tường đổ để tránh đoàn người, ngựa, một người già nói, đi đón quan đấy, nghe nói quan chi phủ mới bổ nhiệm từ kinh đô đã sớm đến tỉnh, chắc là cử người đi đón tiếp. Chẳng biết có phải hay không, bữa qua có truyền đến một tin, nói rằng quan chi phủ hôm nay đúng giờ ngọ sẽ đến Hồ Châu, chắc đám người kia đi đón chứ gì. Một người khác bảo, không biết quan chi phủ mới này thế nào, xem kiểu cách này, xem ra cũng thanh thế đấy, một người nữa nói, hẳn là thế vị quan này từ kinh đô cử tới, nếu không được nhà họ hòa nói cho mấy câu, thì làm sao được bổ về Hồ Nam. Người có tuổi nói chưa hẳn thế, nghe nói vị chi phủ này do hoàng thượng sai đi, vì vậy mới im ắng như thế. Một người nói nếu như thế, thì vị quan này cũng phải đối phó ra trò ở đây đấy nhỉ. Một người khác không chịu, bảo, hầy hà, đừng có nói, mấy lần đổi quan rồi, đã một người nào dám động đến ai đâu lưu dung liền hỏi một câu mấy vị nói đến người nào vậy mấy người liền xua tay bảo chúng tôi đều là người đất này nói năng bô lô ba la ấy mà quan khách là người ngoài đến biết cũng vô ích giờ chẳng còn sớm nên tìm quán cơm mà ăn đi ba thầy trò lưu dung đều cáo từ nhằm quán khách hương cư mà tới đi không bao xa quả nhiên thấy một quán hàng sạch sẽ ở một góc phố trên biển viết khách hương cư cửa ngoài quét dọn sạch bóng cửa sổ mở thoáng sáng trong kê bàn ghế lúc này đã quá giờ dùng bữa trong nhà chỉ có vài ba người dỗi việc ba người bước vào cửa kéo ghế ngồi lưu dung ngồi giữa văn thừa tường kỳ ngồi hai đầu bàn lúc ấy một ông già đem trà tới vội cười hỏi ba vị quan khách bữa nay đến thật chẳng may nhà hàng chúng tôi có việc bữa trưa cũng đã qua đám người nhà bếp cũng vừa đi chỉ còn mình lão trà rượu có thế nào xin quý khách bỏ qua cho Lưu Dung nói, cụ chưa nói thế, nhà có việc, nên người nhà không đông đủ được, cụ còn có món gì cũng được, chỉ mong mang nhanh ra đây thôi. Ông già vâng giả rồi đi lấy món ăn, một lúc, các món dọn ra, cũng chu đáo lắm. Lưu Dung đã biết ông chủ này họ chỉnh, chủ cửa hàng này. Ba người đang ăn thì nghe phía vách bên kia có tiếng khóc. Lưu Dung nghĩ ngay đến chuyện mấy vị vừa chỉ đường nói, nhìn vào trong nhà không thấy người lạ liền hỏi ông trịnh sao trong ấy lại có tiếng khóc ông trịnh than thở nói phía trong ấy là bà chị dâu tôi vì cháu gái tôi mất tối hôm qua chị dâu tôi vừa chôn cất cháu xong thương đau mà khóc lưu dung nghe nói liền hỏi quãng đường vừa đi qua tôi cũng đã nghe nói chẳng biết tại sao vì chuyện gì mà đến chết người thế ông trịnh nghe qua lắc đầu kêu khổ ôi rào thà chẳng nói cho xong các vị là người chẳng có liên quan nghe chỉ thêm phiền Lưu Dung nói: "Tôi đều là những người quê xa, chuyện ở đây chẳng dính dáng gì, thân bằng cô hữu chẳng có ai, chẳng qua đi buôn chuyên đến đây, giữa đường nghe được việc xảy ra ở Hồ Châu, không biết thật hay giả, hiện nay trong quán không có người lạ, ông cứ nói, đừng ngại." Ông già thở dài đến lâu nói: "Tôi biết ba vị là người ngoài đến đây, chẳng biết làm sao chứ chuyện nhà chúng tôi nói ra cũng vô ích, chỉ tổ để người ta chê cười." Lưu Dung nói: "Chưa nói thế, chuyện thiên hạ nếu được ra lẽ thì lo gì ai cười chê tuy là chuyện trong gia đình của ông chúng tôi là kẻ giang hồ nghe được cũng thêm hiểu biết ông già vốn không hay nói Nhung lưu dung gạn hỏi không dừng được bụng nghĩ nói ra được dù thêm đau lòng nhưng cũng có người chia sẻ liền giơ hai ngón tay ra nói xin hỏi các vị quan khách có biết đất hồ châu chúng tôi có hai nhà cự phách không lưu dung nói chỉ nghe nói ở dọc đường biết ngọn ngành thì chưa đâu ông ạ à? Ông già trịnh nói, đất Hồ Châu chúng tôi có hai nhà quan lớn, một là nhà họ Thi, người đây gọi là Hòa Gia Thi, tức là mưu sĩ họ Hòa, một nhà là nhà họ Dương, dân đây gọi là Dê Họ Hòa, hai, của giải đất Hồ Châu, họ Thi chiếm quá nửa. ruộng đất huyện Ô Trình, họ Dương chiếm 6 phần 10. Hai họ này lại thông gia với nhau, từ trước đến nay đã ở đây, họ hàng đông lắm, bây giờ lại là người nhà của quan nội vụ Đại Thần Hòa Thân nhà họ thi rất thân với chị hòa thân. Từ ngày hòa thân về chiều làm nội vụ đại thần, có nhiều người theo lên kinh hầu hạ nên chẳng coi ai ra gì, có việc gì chẳng phải qua mắt họ. Hai họ này, vì là những nhà đứng đầu ở châu thành này, lại có chỗ dựa là hòa thân, nên họ dương, họ thi, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, muốn gì được nấy. Dân chúng Hồ Nam không dám ho he, cháu gái tôi chết cũng là do thằng thi mẫn số là nhà họ trịnh vốn cũng không phải là dân cơ ở đây, mấy đời hiếm con trai, lấy tên cửa hàng là mấy chữ, tiên khách lai, like, chuyên bán trà, bán quà. Đến đời hai anh em ông trịnh hiện nay, nảy ra ý mở thêm một quán, khách hương cư, làm cửa hàng cơm. Từ lúc khai trương đến giờ đã hai chục năm, hai anh em gắng gỏi làm ăn, đã có tiếng ở Hồ Nam, cơ người cũng khá. Hai anh em tuy đã ở riêng nhung chỉ cách nhau một bức vách, vẫn coi như chung một nhà. Ông anh cả không có con trai chỉ sinh được một gái năm nay tròn 18 rất xinh đẹp. Hàng phố vẫn thường gọi là trại Tây Thi. Cô này tính tình đoan trang, thường ngày ngoài việc học hành nữ công, chỉ giúp đỡ các việc cho cha mẹ. Không ló ra khỏi phố ngõ, thế mà không hiểu sao, bị một người nhà, hoa sư gian, là Thi Mẫn trông thấy. Hắn biết nơi làm cửa hàng của ông Trịnh Vốn là nhà của Dương Thăng, bảo ông gả con gái để làm thiếp của hắn. Ông trịnh nhà chỉ có một mụn con gái, nói đến chuyện nhà họ thi đã chán, huống chi lại để thành người nhà họ thi, lại càng chán. Ông trịnh nguyên nói, tôi chỉ có mình nó là gái, rời sao nổi, tôi định nhắm cho cháu một đám ở rể để nối nghiệp nhà. Thì mẫn nghe qua, bực bội, cầu nhau, biết thế, ta sẽ cho nó tan tành, muốn chết thì khó gì. Thì mẫn cử mấy thằng đầy tớ hung ác, đêm trước bắt cô ta đi. Sau khi thi mẫn cưỡng bức cô xong, lại cho bọn ác nô thay nhau cưỡng đoạt cô suốt đêm cả hôm trước vẫn giấu bặt tin không cho ai biết cô gái họ trịnh uất ức xấu hổ ngay hôm ấy đã tìm cách tự tử sớm nay vợ ông già họ trịnh nhờ người làm của hai cửa hàng giúp đỡ mới đem được con gái về chôn chính từ lúc đi chôn con về hai người đau đớn khóc lóc khiến lưu dung nghe thấy lưu dung nghe ông em kể một lượt liền trao mày hỏi tính mạng trọng như trời bị lăng nhục mà chết sao không đến cửa quan hình án mà tố cáo? Ông già họ trịnh vội lắc đầu nói, những việc như thế này đâu xảy ra ở thành Hồ Châu một lần, hai lần, rất nhiều người căm tức, nhưng chẳng ai dám tố cáo. Không tố cáo thì không sao, ai mà tố cáo, ắt rơi vào cảnh nhà tan, người mất, bao nhiêu năm nay đều như thế cả. Lưu Dung nói, nghe nói chi phủ Hồ Châu mới sắp đổi đến, sao không đến tố cáo với ông ta? Ông già trịnh cười chua chát nói, quan khách không biết, các vị chi phủ phủ tiền nhiệm không hiểu vì lẽ gì, cũng tiếp nhận một vài vụ án, rút cục quan cũng buông trôi, chẳng thấy xét xử gì, rồi cũng thôi. Vị quan chi phủ này chỉ có không dính líu gì với hai họ thi, họ dương kia thì dân chúng mới niệm, A-di-đà Phật được, có thể mới mong ông ta vì dân mà cười oan được. Liều Dung nghe xong, chỉ lặng lặng ăn cơm cho xong liền bảo tưởng kỳ trả tiền, cảm ơn rồi ra khỏi, khách hương cư, đi thẳng về phù. Ba thầy trò lưu dung đến dinh, quả là thấy trong dinh vắng tanh vắng ngắt, hỏi người canh cổng, được biết, tất cả đều đã đi đón quan phủ mới. Chẳng cần nói các nha thuộc, ban bộ tiếp chi phủ mới lưu dung ra sao, chỉ nói lưu dung khi cầm ấn, liền triệu tập các thuộc lại coi việc tiền thóc, hình án, hỏi han về dân tình các việc khác, từ thầy cả cho đến người tiểu lại, chẳng thấy ai dám nói gì. Lưu Dung nhớ lại những điều mình từng để nghe, trong lòng đã rõ được vài phần. Trưa hôm ấy, ông cho gọi người giữ việc hình án trong phủ đến hỏi về việc tố tụng ở Hồ Nam. Ông này chỉ nói, nơi này việc chính lệnh đơn giản, hình án nhẹ, tuy dân có người ngỗ ngược, nhưng việc kiện cáo cũng chẳng có là bao. Lưu Dung ngừng một tiếng, rồi đi thẳng vào sự việc, hỏi, ta trên đường nhậm chức, nghe nói trong thành Hồ Châu, ý thế, bọn nhà giàu, ác bá cưỡng đoạt con gái nhà lành cũng có khi cưỡng hiếp cho đến nỗi uất mà chết những việc to tát như thế sao không đến cửa quan tố cáo vì nhà thuộc coi hình án nói bẩm quan lớn quả là những người dân đến tố cáo không có là bao lưu dung nói ta đến nhậm chức chẳng qua mới được mấy ngày nghe nói trong thời gian này có một nhà giàu có thế lực muốn ép lấy con gái dân thường không được bức tử cô gái nhà họ trịnh những việc như thế bọn các người cũng không biết ư ừ, nghe hỏi đến chuyện ấy vị kia vội nói quả không dám giấu gì quan lớn bọn chúng tôi việc này cũng nghe phong phanh được một vài chỉ tiếc khổ chủ không tố cáo quan phủ có tụ án cũng không lấy gì làm căn cứ lưu dung nghe cười cười bảo bọn các người không biết được sự thể nhưng có biết tại sao khổ chủ lại không dám tố cáo không đang lúc lưu dung đang vặn hỏi người coi việc hình án thì văn thừa xăm xăm tiến đến đứng ở bên cạnh lưu dung biết anh ta có việc muốn bẩm liền nói có việc gì gấp vậy văn thừa nói bẩm hiện nay hai nhà họ thi họ dương gửi đến một hòm niêm phong con không dám nhận đến xin lời chỉ bảo của quan lớn lưu dung nhìn qua chiếc hòm kín lại mở xem tờ trình quả biếu liền bảo người nha thuộc rằng hai họ thi họ dương là bọn như thế nào chẳng quen biết gì ta sao lại đem lễ lạt cho ta thế này chắc là có ẩn tình chi đây viên nha thuộc đưa mắt thử xem cuối cùng lưu dung xử lý thế nào đây thấy Lưu Dung hỏi, vội thưa, họ thi, họ dương vốn là hai nhà giàu có tiếng ở châu này, cũng là người có đầu có mỏ ở đây, bữa nay đưa lại chút ít lễ bạc, đại khái cũng mong đại nhân biết đến cho. Lưu Dung nghe xong bèn bảo cũng gọi là phóng tay đấy chứ, gọi là qua quyết mà những hai ngàn lạng bạc, so với bổng lộc của ta thì quá nhiều. Viên nhà thuộc kia nghe nói thế, liền thưa, tôi nghĩ ắt là họ thi họ dương chắc có bắt mối với một số chuyện buôn bán ở đây chưa biết tình hình thế nào nên có chút lòng thành mong được cảm nhận lưu dung cười nhạt hỏi văn thừa người đem lễ đến còn đây không văn thừa nói bẩm vẫn chưa đi còn chờ xem quan lớn bảo sao ạ à? lưu dung bảo rất tốt rồi quay lại dặn văn thừa anh ra bảo người ấy rằng ta đã xem qua rồi phiền chủ nhân của anh ta đã quá quý hóa cái tình ấy ta xin nhận còn bạc thì gói lại rồi đem trả lại nói rõ cho người đưa danh thiếp để cho y chịu nghe quay về người giữ lấy tờ danh thiếp và thư riêng của họ văn thừa nghe rõ cứ theo thế mà làng viên nhà thuộc thấy vậy xem ra thấy lưu dung không hỏi thêm gì nữa bèn nói cho phép tiểu nhân tra xét thêm cho rõ rồi sẽ thưa lại với quan lớn lưu dung thấy hỏi thêm cũng vô ích liền cho hắn về đêm đó một ngọn đèn hãm nhỏ như hạt đậu lưu dung ngồi suy nghĩ ông nghĩ việc đến giữa ban ngày vừa qua biết rằng họ thi họ dương vô cớ lại đem lễ lớn đến như thế chắc hẳn ra họ có dụng tâm những điều mà đám nha lại thuộc hạ nói nữa nạc nửa mỡ cũng đủ cho mình suy nghĩ nếu như bọn họ có dây dễ thứ nhất cũng chẳng có chứng cứ xác thực nào thứ hai lời nói thì chưa hẳn đã đúng nếu họ không có liên hệ thì can gì mà cứ ấp a à, ấp úng thế xem ra bọn họ quá nửa đang chờ xem ta như thế nào xem hành động của ta ra sao sẽ liệu bề tiên thoái. Lưu Dung nghĩ thế, càng thấy hai họ dương, họ thi vốn có dễ sâu bám chắc ở đất này, một sớm mà bốc đi được, hẳn là khó. Ra tay sao đây, còn phải nghĩ chán, tự ta phải hết sức thận trọng, nếu không xong, không nhũng không trị được bọn chúng, mà chính lại bị hỏa thân chơi cho một đòn. Lưu Dung đang nghĩ, thấy bên ngoài đánh tiếng, liền hô, ai ở bên ngoài thế, chỉ thấy bên ngoài, tường kỳ đáp vọng vào, bẩm quan lớn, có người trong phủ xin được gặp quan lớn ạ, à? con đã nói quan đã ngủ, chớ làm kinh động. Lưu Dung bảo, cho anh ta vào, chỉ thấy tiếng kẹt cổng, một viên thuộc lại cầm một chồng giấy tờ các vụ án tiến vào trong phòng. Lưu Dung vặn đèn lên nhìn cho rõ, viên lại ấy khoảng 40 tuổi, vốn là nha lại trong phủ, nhưng chưa biết tên họ là gì. Chỉ thấy người ấy tiến đến thi lễ rồi nói, đêm rồi con làm quan thức giấc, xin được tha tội thấy Lưu Dung vẫn ngồi lạnh lùng lại nói quan lớn không nhận ra tiểu nhân ư Lưu Dung nói người làm việc ở bộ phận xét án không hiểu đêm hôm có việc gì vậy người kia nói đại nhân quả là quên tiểu nhân rồi bốn năm chị ở kinh đô tôi đã được ngài ra tay cứu vớt tôi mới có ngày nay nay xin được làm lễ tạ ơn quan lớn lần Dung chợt nhớ ra bảo anh là Hà Liên người kia vội vái và đáp vâng đúng đấy ạ à. nguyên do bốn năm về trước hà liên ở kinh thành mở một cửa hiệu thêu quần áo kiêm may mặc một hôm gia nhân của hòa thân là trương thiên hoành đem người đến cửa hàng nhỏ của hà liên nói muốn có một chiếc áo cực đẹp bằng vóc đại hồng thêu chỉ tía pha với loại chỉ tơ màu đen cực tốt lại thêu cả chùm hoa hẹn cho ba ngày sẽ đến lấy hà liên trong lòng rất thích thú cho là một chuyện rất quan trọng trong mua bán nên đem hết mọi thứ vật liệu làm ngày làm đêm đợi ba ngày sau Trương Thiên Hoành quả nhiên cho người đến lấy. Nhưng khi cầm xem thì hạnh huệ là đo sai kích thước và đường may còn vụng, không thể nhận được, lại còn nói là Hà Liên đã làm lỡ việc lớn, bắt anh ta phải bồi thường. Hà Liên ra sức tranh cãi, liền bị gã kia đánh cho gần chết, cửa hàng cũng bị phá, đồ đạc bị cướp đi. Hà Liên không nhịn được cơn tức giận, liền đến cửa quan tố cáo ai ngờ Trương Thiên Hoành sau khi vào kinh đô, đâu có còn là kẻ bình thường, chỉ một vài ngày đã hoạt động khá ghê chẳng biết sợ là gì hắn lại là người nhà của hòa thân ai chẳng sợ hắn đôi ba phần không có gì còn bịa chuyện ra mà gây sự viên quan hình án xem qua liền chẳng phân giải gì lại còn tìm đáng người lăng nhăng làm chứng phản công cho rằng hà liên tố cáo không thực lừa tiền bôi xấu người khác cuối cùng không những chẳng được bồi thường về cửa hàng lại bị xử đi đầy may sao năm ấy triều đình cho xem xét lại các án hình sai lưu dung phúc cha những nơi có nhiều vụ tồn động lưu dung xem vụ án này biết rõ nỗi khổ của hà liên bèn phê sự việc dẫu xảy ra nhưng cha hỏi vô căn cứ liền thả hà liên ra hà liên rất cảm kích về việc làm của lưu dung sau khi ra khỏi nhà lao liền trở về nơi ở cũ là hồ nam rồi chạy làm một chân thuộc lại về hình án nay thấy ân nhân đưa về làm chi phủ lòng cảm kích nhưng trước đám đông người không tiện lại biết lưu dung là người khác thường nên đêm hôm chờ dịp đến ra mắt. Hà Liên đến ắt là có chuyện muốn nói. Hồi thứ 10, lại nói Hà Liên thấy Lưu Dung nhận ra mình, lại vái lại một lần nữa. Lưu Dung vội nâng Hà, Liên dậy, cười bảo, chẳng phải lần gặp nhau này mà thi lễ, ta đã là người biết nhau cũ, lại cùng làm việc với nhau. Xin cứ tự nhiên, mời ngồi, Hà Liên bấy giờ chưa chịu ngồi, Lưu Dung lại mời tiếp mới chịu kéo ghế lùi ra một chút ngồi hầu chuyện. Lưu Dung hỏi, anh ở Hồ Châu đã nhiều năm, lại là người gốc ở đây dân tình chắc đã hiểu kỹ. Theo ý kiến anh thì cai trị Hồ Châu, việc nào nên làm trước? Hà Liên cười, thưa, bẩm đại nhân, tiểu nhân đâu dám thế? Tiểu nhân ngầm quan sát đại nhân nhiều ngày, biết đại nhân đã có phương lược đối với họ thi, họ dương. Theo ý kiến tiểu nhân thì nên chọn việc lớn mà làm, không biết có phải là quá lời không? Lưu Dung gật đầu, nói, ta tùy mới đến Hồ Châu, với một số việc đã rõ vài phần, cái khó là hai nhà kia dẫu đã gây nhiều tội ác nhưng dân chúng lại không tố cáo. Ta đến nhậm chức không lâu, không có thể không có chứng cứ mà xử án làm thế nào cho được đây. Hà Liên nói, quan lớn soi xét, dân chúng thường thì không dám nghĩ đến tố cáo, cũng là bất đắc dĩ. Trải bao nhiêu quan chi phủ Hồ Châu, đều lấy tiền bạc của họ thi và họ dương tiêu dùng, lại nữa, ai cũng sợ hòa thân huống chi một số ông chi phủ lại do hỏa thân diêu dắt. Nên khi gặp có việc, họ thường đem chuyện to cho là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, kết quả làm giống hệt nhau. Do đó, dân đấy có oan không nơi để mà tỏ oan ức, cơ khổ không biết nói với ai, đi tố cáo thì chẳng có cửa nào, đành ẩn nhẫn không nói thôi. Nói xa xôi gì, chỉ một việc họ trịnh ở cửa thành, ai là người chẳng biết, khắp Hà Châu đâu chẳng rõ chuyện mà khổ chủ vẫn không dám đi tố cáo, thế có phải hỏng chuyện rồi không? Lưu Dung nghe xong hỏi, vậy thì anh có kế gì hay không? Hà Liên nói, theo tôi thấy, đại nhân đã quyết tâm trừ ác an dân, thì trong một lúc chẳng vội, người ta thường nói, lưới trời lồng lộng, thư mà không sót. Kẻ nào làm chuyện bất nghĩa, tất sẽ chết, thế nào cũng có báo ứng. Bây giờ thời chưa đến, chỉ cần đại nhân lưu tâm, chẳng bao lâu sẽ có cơ hội tôi sẽ lục lại đám hồ sơ dân hồ châu tố cáo tội trạng của hai họ thi họ dương sẽ chọn ra một số để đại nhân xem sẽ biết được tình hình hiện nay ở hồ châu rồi sau này sẽ bổ sung lưu dung liền nói tốt lắm anh nên lưu tâm rồi đưa cho ta xem từ nay nếu có việc gì cứ tìm ta để bàn bạc hà liên vâng lời nói đến đó trời giã khuya hà liên lấy đám giấy tờ xét án để lại cáo từ rồi ra về tiễn hà liên lưu dung gọi văn thừa vào dặn như thế, như thế, sớm mai đến cửa hàng của ông già trịnh dạo một lượt, khuyên ông ta nên đến phủ tố cáo, văn thừa vâng lời rồi lui. Lại nói, tốt hôm ấy ở sân trong nhà thi mẫn, sau miếu, có một vài người trước đèn bàn việc kín. Số là ở mé tây nhà có một gian phòng kín, trong nhà có ván giày ghép, một chút ánh sáng không lọt ra ngoài. Hai ngọn đèn sáng chiếu ở một cái nền, bốn người đang trụm đầu to nhỏ, gian ngoài có hai đứa đầy tớ hầu trà ngồi trên có một người cao to mặt trắng râu vàng trạc tuổi trung niên người đó là ai đó chính là người tin cần của hòa thân tức trương thiên hoành tại sao trương thiên hoành lại ở đây vốn từ khi lưu dung rời kinh thành hòa thân ngày đêm không yên lòng lúc nào cũng lo ngay ngáy ông ta nghĩ thằng cha lưu dung thường ngày vốn vẫn bực ta lần này đi hồ châu một bữa nào nghe biết đó chuyện ắt hắn để tâm huống chi đám nhà họ thi, họ dương xưa nay đã thế, vạn nhất để sơ xảy một điều gì, để lưu dung nắm được thì hỏng hết việc lớn. Nếu hắn lại biết ta tư thông văn quan ở đất phiên vơ vét chiều cống, thì việc liên lụy đến ta càng rắc rối. Hỏa thần nghĩ đến những việc này, không thể không cẩn thận, liền gọi Trương Thiên Hoành, đi ngay đến Hồ Châu, dặn bọn nhà họ thi, họ dương, đề phòng bất chắc, rồi tức tốc về kinh bẩm báo. Trương Thiên Hoành không dám chậm trễ, vội đáp ngựa phóng ngay đến Hồ Châu. Đến Hồ Châu, anh ta lại biết thi Dương hai người lại mới gây tội. Trường Thiên Hoành rất sợ, nghĩ quả không ngoài chủ tính của quan lớn hai thằng họ Thi, họ Dương này muốn chết hay sao? Lại nghĩ sự việc đã đến thế, cũng chẳng nên ngồi trách giận ai, nên mau tìm cách để lo liệu. Do đó đêm nay cùng họ Thi, họ Dương bàn bạc, ngồi trong đó còn có một người gầy cao mặt ngựa là Dương Thăng, lại có một người ẻo uột là Thi Mẫn. Lại có tên tay chân của họ Thi ngồi ở dưới dầu mỏ mà nghe ngóng, đó chính là Thi Quý, là quản gia cho Thi Mẫn. Trường Thiên Hoành hỏi Thi Quý đem lễ đến quan chi phủ, có phải do Thi quản gia đưa đến không? Ông ta bảo sao, Thi Quý trả lời, vâng, tiểu nhân đem đi ạ, à? nhưng không gặp được quan chi phủ, chỉ thấy một người họ văn, là nhân vật thứ hai, bảo là, quan tôi dặn ngân khoản xin được trả lại còn giấy kê lễ vật thì để lại đưa tôi tờ giấy có in chữ trả lại lễ biếu rồi bảo tôi về thì mẫn tiếp lời lưu dung trả lại lễ hay là cho rằng ta biện lễ sơ sai dương thăng cũng bảo thu lấy tờ giấy kê lễ vật trả lại bạc có thể là lần đầu tiên ngại ngần chăng hay là ông ta tỏ vẻ khiêm nhường người ta nói quan nào lại chê quả biếu mấy bữa trước quan lớn nhà ta đã cho người từ kinh đô về dặn dò giờ lại phiền thêm đến anh Trương, tôi sợ quá cẩn thận đấy. Và lại anh em ta làm chuyện này đâu chỉ có một vài lần. Trương Thiên Hoành nghe nói, cười nhạt bảo, hai bác nghĩ sai rồi, quan lớn sai tiểu đệ trước hết là để cho hai bác yên lòng. Cũng chẳng phải là tiểu đệ được ban ân gì, chẳng qua mấy lần đều do Chu Tiên sinh đi trước rồi. Nay ở trong chiều gần đây lại có việc, quan lớn không rời được Chu Y Viên, mới sai tôi đến. Nếu hai bác bảo Lưu Dung chê là lễ bạc thì sai lầm lớn đấy. Thằng cha Lưu Dung này, lúc ở Kinh Thành, quan lớn nhà ta lúc nào cũng muốn bẩy đi. Ông ta nào có chịu, lại ra mặt chống lại Hòa Đại Nhân. Lần này ông ta đến Hồ Châu, Hòa Đại Nhân ở trước mặt vua ngăn không nổi. Hoàng thượng nói, ngươi nhiều lần chẳng tiến cử Lưu Dung ra làm quan ở bên ngoài, lần này chấm cho ông đi Hồ Châu chẳng đúng như ý của người sao. Sao lại nói không ổn? chẳng lẽ con người ấy làm phản được hay sao hòa đại nhân nghe vua nói không dám thưa hồ châu chính là sân sau của nhà mình người ngoài không đến được thằng cha lưu dung này mưu mẹo lắm mấy lần trong triều đã làm khó dễ cho hòa đại nhân các bác lấy tiền dâng cho ông ta thật là vô bổ khác nào đưa gậy cho đập vào lưng ông ta một là chẳng chịu hòa đại nhân hai là có danh vọng lần này tóm được việc là quyết ra tay các bác liệu có ngăn nổi không anh chàng thi mẫn nghe đâm sợ, tuy vậy vẫn nói cứng, tôi xem chưa chắc hắn đã làm được gì. Thứ nhất chúng ta phải biết lo liệu, thứ hai có hòa đại nhân nắm quyền trong chiều, một gã chi phủ như ông ta làm quái gì được. Trương Thiên Hoành thấy hai người vẫn ỉ thế, liền nghiêm sắc mặt nói, hai vị tuy trên trời dưới nước gì đi nữa, với chi phủ lưu dung, những việc sắp tới, đừng tưởng ông ta không làm to chuyện được đâu. Hai vị chưa biết đó thôi, Lưu Dung không phải là bọn ưa nhàn, thứ nhất đức vua rất coi trọng ông ta thứ hai ông ta ở kinh đô đã lâu quen biết các quan rất nhiều thứ ba lưu dung là người làm việc nghiêm cẩn thanh liêm hòa đại nhân mấy lần trước mặt hoàng thượng đã trực đánh quỵ ông ta mà chẳng có cách hòa đại nhân không yên tâm cho tôi đến lưu ý đặc biệt hai bác theo tôi được biết cửa thành phía tây quán hàng nhà họ trịnh đang xảy ra một việc lưu dung đã biết rồi cho dù chuyện hôm qua ông ta chưa biết đi nữa hai bác cũng chưa biết được thủ đoạn của lưu dung đâu nếu như chuyện ở đó mà qua đi thì thôi chứ nếu lộ ra để ông ta biết sợ là hòa đại nhân lo cho hai bác cũng chẳng kịp hai bác há lại không cẩn thận ư thì dương nghe mặt trắng bệch nếu như chuyện này mà bung ra một ngày nào đó hòa thân hay thì hòa thân liệu có tha cho họ không thấy việc nghiêm trọng họ liền bảo trương thiên hoành theo ý bác thì nên làm thế nào cho tốt Trương Thiên Hoành nói, hai vị bất tất hoảng hốt, các bác vốn là người ơi biết lo, theo ý của tôi, trước hết phải ngăn lại. Đầu tiên là bịt miệng đám dân đen, mềm nắn rắn buông, đừng để cho chúng tố cáo lên trên, rồi vung tiền ra, tìm lấy một vài người trong phủ, giao việc cho mà theo dõi. Họ thi, họ dương nghe cùng nói, hay lắm, bấy giờ đã khuya, họ thôi không bàn gì thêm, cùng tự bỏ đi. Bữa ấy sau buổi trưa, Lưu Dung ngồi ở giữa công đường, xem và phê án. Văn Thừa tiến đến, Lưu Dung hỏi, người đã đi chưa, sự việc có hé ra chút nào không? Văn Thừa lắc đầu nói, không xong rồi, ông Trịnh nói thế nào cũng không chịu tố cáo. Hai ông ấy nói, người thì đã chết rồi, không sống lại được, người sống thì làm sao sống qua ngày đây? Gây chuyện chỉ thêm dày ra, họ nghĩ rằng, người khác đã từng tố cáo, ai mặc người ta, chứ họ mà tố cáo vạn nhất mà. Lưu Dung nghe bảo văn thừa, ý nghĩ của họ như thế, chẳng có gì là lạ. Nói lại thử đi lần nữa, nghe ngóng tin tức, rồi tìm thêm xem ai là kẻ đã gây chuyện. Văn thừa vâng giả đi ngay, đang đi được mấy bước lại hạ giọng khẽ nói, bẩm quan, chưa hôm nay, trên các phố đột nhiên lại có dán những tờ giấy, viết những lời khá lêu láo, việc này chắc là có mưu mô gì đây. Lưu Dung hỏi, tờ giấy dán viết gì? Văn thừa nói, còn có bóc một tờ, xin quan lớn xem qua. Nói xong rút trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy mỏng đưa liền cho Lưu Dung. Lưu Dung mở ra đọc, thấy trên giấy không có tên người viết, chỉ viết bốn câu thơ như sau, hộ hộ. Nhà nhà tôi vốn mắt nhìn, hồ châu trong phủ ối quan tham, dân đây chỉ muốn sống yên ổn, diệt bọn quan đi ắt được nhàn, lưu dung xem xong, lặng đi một lúc rồi bảo văn thừa, tờ giấy nói rõ ý tứ rồi đấy, văn thừa hỏi, còn nghĩ cả nửa ngày, mới hiểu lơ mơ cứ xem thì hai nhà thi, dương đích thục làm việc ác độc, sao quan lớn không ra oai đi. Lưu Dung cười nói, chúng nó rất ác, mười phần ác cả mười, nhưng chúng là mười phần sợ ta. Văn thừa hỏi, bẩm quan, như thế nghĩa là sao? Lưu Dung nói, bởi chúng sợ có người vạch tội, nên mới cho dán cái tờ giấy phao ngôn này lên. Mọi người thấy thì đều cho là chết rồi còn tố với cáo gì nữa. Thế thì muốn tố cáo ở đất này ít nhất là phải có 300 lạng đấy. Hai người đang nói thì Hà Liên vội vội vàng vàng tới. Lưu Dung vội hỏi Hà Liên, có việc gì gấp phải y không? Hà Liên nói, vâng, đúng là có chuyện lớn đây, rồi đưa mắt nhìn Văn Thừa. Lưu Dung biết ý bảo Văn Thừa lui ra, rồi bảo Hà Liên ngồi xuống có gì cứ từ từ mà nói. Hà Liên ngồi rồi, liền thưa với Lưu Dung, hai ngày trước đây, đại nhân còn buồn bã chưa có cách nào để xét xử thi mẫn. Nay cơ hội đã có rồi đây. Lưu Dung vội nói, người thử nói xem nào hà liên cười bảo bẩm quan trong thành hồ châu lại vừa xảy ra một vụ án lớn chết người với con mắt riêng chỉ tôi biết được việc này thế mới biết trời có mắt liền đem trình tự của vụ án kể lại theo đúng trình tự nguyên do hà liên có người chị ở thanh hồ châu trước đây vài năm bà chị người anh rể có giữ lại một ngôi nhà của tổ tiên cho người cháu gọi hà liên bằng cậu ở căn nhà đó ở phố hà đường ở bên cạnh một hộ buôn bán ở hồ châu chồng thường năm vẫn đi buôn, chỉ lưu lại một người vợ và một đứa ở, bên mình không có con cái. Người đàn bà này mới khoảng 20 tuổi, rất xinh đẹp, dáng điệu đoan trang, phấn son vào lại càng đẹp. Từ khi người chồng đi khỏi thành, dần dần, ở không yên ổn, lại thêm đứa ở gây chuyện, à cũng chẳng để ý, không hiểu sao à lại gian díu với họ thi, họ dương. Có hai điều mê à, người đàn bà này cũng có thủ đoạn, một mùi mong câu được cả đôi hai gã đều biết cũng chẳng tranh giành lẫn nhau liền từng gã tư thông với ả ả với hai gã đàn ông đi lại không gì không chiều không gì là không nghe tuy hai gã này đeo đuổi ả nhưng tên nào cũng thêm một đống bệnh thứ nhất lưng thêm đau thứ hai mắt thêm mờ thứ ba tài càng thêm điếc thứ tư mũi càng khụt khịt thứ năm da càng thêm chay tuy vậy cả hai vẫn cứ lao vào tại sao cô gái lại được mê mẩn như thế thứ nhất về dáng vẻ tóc đen mượt mi cong như trăng đầu tháng, mắt long lanh, môi trúng chím như hoa anh đào, mũi dọc dừa thật duyên, son phấn thơm tho, mặt hoa bừng bừng, người yểu điệu, tay thon, lưng thắt đáy, đùi trắng ngần. Cô ta lại có nhiều trò, người lúc nào cũng thơm phức, khiến đàn ông đến gần là bị hút vào ngay. Thế thì họ thi, họ dương sao chẳng lạc vía, mê hồn. Chồng cô tuy đôi khi về nhà chẳng để ý, một thời gian, tiếng đồn cũng loang đến. Trong lòng tức giận, song anh chàng vẫn chẳng có gì làm bằng. Hỏi đứa ở gái thì nó chẳng nói đến cái điều muốn hỏi. Khi hỏi đến vợ anh ta à chi trời thì đất, làm um lên, khóc lóc một hồi, thế là lại thôi. Ai biết đâu, một hôm, người đàn ông đang đêm trở về thấy trong phòng sáng đèn, cứ tưởng là lúc này hai cô cháu thức khâu vá gì. Anh ta liền gõ cửa, tự nhiên ánh đèn trong nhà tắt nhóm, mãi không thấy thắp lên. Đến khi mở được cửa, thời gian dễ uống đến tản ấm trà người chồng hỏi làm sao lâu thế mới mở cửa người vợ bảo ngủ quên mất không nghe tiếng người chồng lại hỏi thế bên trong có ánh đèn sao lại nói là ngủ quên chắc là phải có nguyên do chứ nói xong người chồng xông vào trong buồng nhìn lên trên giường thấy chiếu chăn tung bành dưới gối lại để lộ ra một chiếc khăn đàn ông người chồng thấy thế rất tức giận tát cho vợ một cái lôi chiếc khăn dưới gối ra bảo bây giờ cô ăn nói thế nào đây cứ tưởng tôi ù ù cạc cạc không biết gì chuyện các người hả người đàn bà đứng chân chân rất bình tĩnh nói bà nói thực cho mày biết người đến bữa nay là ông thi đấy mày có biết thì có mở mắt cũng nên nhắm mắt lại chúng ta vẫn còn là vơ chồng nếu như mày đừng có ra oai với bà ở nhà này đợi sáng mai bà sẽ nói cho ông thi ông dương để mày với họ bàn cho ra nhẽ được chứ. Người vợ nói rồi, đắc ý nhìn chồng, quay lưng định lên giường nằm. Người chồng tức lắm, thấy vợ mình nói những lời vô liêm sĩ, không thể nén giận được. Thuận ta túng lấy đánh luôn vào mặt, sau trận đánh này, nguồn vợ khóc ôm lên, người chồng càng tức, mắng nhiếc đến sáng dọa sẽ giết đứa ngủ với vợ mình. Chẳng ngờ, người vợ lòng dạ đã dính chắc với hai thằng gian phu, hôm sớm liền bảo với họ thi, họ dương rằng. Chồng em về rồi hắn đã biết chuyện tối qua nó đánh em một trận lại dọa giết hai anh các anh bảo làm sao bây giờ hai gã thi dương trợn mắt lên bảo ta không thèm sờ đến để cho nó đỡ bẽ mặt nào ngờ cây muốn lặng gió chẳng muốn dừng lại còn nói bậy nói càn để anh em ta dạy cho hắn một bài học rồi chúng sai người nhà đi trị cho người chồng của người đàn bà dâm đãng kia một trận ra cho bọn chúng làm ầm ĩ ở trong sân làm kinh động đến phòng nghỉ của trương thiên hoành hoành liền bước ra hỏi biết rõ đầu đuôi liền giậm chân nói làm sao hai ông cứ làm om sòm lên như thế những gì hòa đại nhân dặn dò quên hết cả rồi sao họ dương họ thi chợt hiểu ra mới chịu im người đàn bà thấy có vị khách ở đâu đến nói một câu khiến hai người đang cơn giận cũng phải xẹp xuống liền nói dối biết thế này thì còn nói để làm gì họ thi họ dương bí quá đợi trương thiên hoành về phòng vội cười cười bảo đó là vị quan mới từ trên tinh đô về hai chúng ta không tiện nói bây giờ ông ta đi rồi bất tất phải nói nhiều tối nay cứ như thế như thế người đàn bà nghe rồi cứ theo lời mà làm hai tên họ thi họ dương nghĩ dù cho có người đang làm cho chúng giận điên lên song đến nay đã có lời dặn của hòa đại nhân ắt là không thể hành động gì được nhưng đến tối nay xem ta quyết không để cho thằng chồng này yên do đó hai đứa bàn bạc với nhau đến lúc này bọn hắn cũng không được lộ mặt ở đất này lại không được gặp gỡ cô ả à, chi bằng trừ bánh thằng chồng của ả à đi thứ nhất là nguôi được giận thứ hai lại đi lại được với cô gái trẻ kia há chẳng lợi sao hai đứa đã quyết đêm ấy không cho trương thiên hoành biết chúng tập hợp một lũ vô lại nửa đêm xông vào nhà kia dùng chân tay gậy gộc đánh chết người chồng con đàn bà thấy chồng chết chờ đến sáng khóc ầm lên nói chồng mình đêm qua bị chết đột ngột. Kêu khóc chán, thấy có người đem quan tài đến, người vợ vô vàng khâm liệm người chết, à thấy người đến, lại khóc lóc kể lề chồng chẳng may chết để à không nơi nương tựa xin ông Dương hết lòng giúp đỡ về, về. Người chồng không có ai thân thích ở Hồ Châu, những người láng giềng biết anh ta, thấy người chồng chết không minh bạch, trong bụng cũng cố đoán xem, nhưng chỉ thấy người nhà họ thi, họ dương ra vào lo liệu họ thấy tìm hiểu kể cũng dễ bị phiền hà nên không một ai dám nói ra việc của người vợ kia người không biết quỷ thần không hay nào ngờ việc này không khéo khiến người cháu họ của hà liên biết được số là đêm ấy người cháu của hà liên không ngủ được thấy vách nhà bên có tiếng cãi cỏ rồi thấy vợ chồng họ đánh nhau ồn ào quá nhưng càng nghe càng không rõ vốn tính cũng tò mò liền nấp ở đầu tường xem thế nào thế là hất cửa. Nhất Độc ở nhà láng giềng cũng không qua mắt nổi với anh ta, ngày hôm sau liền đem sự việc nói với Hà Liên. Hà Liên nghe được, vội đi tìm Lưu Dung, Lưu Dung nghe rồi, nghĩ một lúc rồi tự nhủ, tưởng là không có cách gì nữa, ta chỉ biết chúng mày đã để lộ dấu vết rồi. Cho rằng lão phu này không dò ra dạ ư? Liền quay lại bảo Hà Liên, nếu như vụ án giết người ở trong tay ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Không biết cái đám người ra tay tối hôm qua cậu cháu họ của ngươi có nhận mặt được một vài thằng không? Hà Liên vội nói nhỏ, bẩm quan, đừng vội, cháu ngoại của tôi tuy không nhận được mặt cái đám ra tay, nhưng biết được chắc tên địa bảo trong đêm ấy. Người cháu ngoại tôi biết rõ người vợ sai đi bắn tin ra ngoài mà. Lưu Dung nói, hay lắm, việc lớn chắc là xong, chỉ sợ tên địa bảo không khai lại chưa bắt được hung thủ, việc đó không thể trần trừ, ngay hôm nay phải làm cho đến nơi đến chốn ai biết đâu hà liên lại nói tôi có một việc nữa xin được bẩm lại vừa rồi quản gia nhà họ thi là thi quý vừa uống trà trong quán tôi với thi quý xưa nay chơi với nhau không nhiều thế mà hắn lại nói hắn thích tôi muốn kết làm bạn bè bảo tôi thiếu thốn gì hắn sẽ giúp đỡ lại còn hứa sẽ giúp cho cả nhà tôi lưu dung bảo ta nghĩ ngươi nên cùng hắn đừng để đứt mối cứ ẩm ừ mà nhận hà liên nói tôi hiểu quả là tôi không từ chối mà chỉ nói để xem xem thế nào đã." Lưu Dung cười bảo, "Bọn chúng tìm ngươi là để dò xem trong phủ này động tĩnh ra sao đấy. Sao lại không tương kế tựu kế, đành bữa này không thể vội với vụ án này được, sợ chúng lại ngờ ngươi." Hà Liên nói, "Tiểu nhân đã rõ, xin đại nhân nhanh chóng xử vụ án này." Lưu Dung, "Do vậy, sắp đặt như sau, bắt lấy người đàn bà, khai quật tử thi. Nếu chứng cứ xác thực thì lập tức truy cứu hình sự bắt thủ phạm, rất nhanh." nhà thuộc đã bắt địa bảo và người đàn bà về. Hai người liền biết là không giấu được nữa liền đem việc bàn bạc đêm đó khai ra hết, tiết lộ thi mẫn, dương thắng, mưu giết người, mà thủ phạm chính là thi mẫn, cùng những tên người nhà của hai họ dương, họ thi đã hành sự. Sau khi lấy cung, những người khai quật từ thi cũng về, lấy tờ biên bản trình lên, lưu dung đọc qua thấy quả như lời khai, liền quyết định, bắt giặc thì phải bắt đầu sỏ, liền cho bắt thi mẫn kết vào tội trói người hành hung, bức người con gái thường dân phải chết. Dương Thăng thì chẳng trốn đi đâu nổi, ý đã quyết, lưu dung cho người đi bắt thi mẫn và bọn hành hung. Nhưng, lúc các ban, bệ của phủ vây nhà thi mẫn vào ban đêm, bắt thủ phạm, trời kia đất nọ, tất cả như tên đều xa lưới, duy chỉ thiếu có thi mẫn. Số là, tên cáo giả này biết tình hình không ổn, ngay chưa hôm đó, đã lén khỏi nhà, trốn đi, giờ này ở đâu không rõ vì kẻ chủ mưu còn lần trốn ở bên ngoài, tìm không ra, Lưu Dung hạ lệnh tìm khắp sân, nhà của hắn. Lục lọi khắp, tuy không tìm ra dấu vết của thi mẫn, nhưng lại tìm được nhiều thứ ngoài ý định. Trong phòng kín của thi mẫn, lôi ra từ trong một chiếc hòm, mở xem, đều là giấy tờ nhà họ thi nhiều năm, ý thế chiếm đoạt của cải, gồm rất nhiều văn tự bán đất. Trong hòm cũng cất giấu một số thư từ, mở ra toàn là thư của chu y viên. Trương Hoành Thiên dặn dò bọn thi mẫn, dương thăng, nguyện cớ nhũng nơi phải lo nộp cống phẩm hàng năm nên đòi hỏi thêm nhiều thứ nữa. Lại có cả thư từ gửi đám vua phiên, những lãnh chúa các dân tộc ít người, thường bị coi là đám mọi dợ, được giữ lại. Theo luật lệ nhà Đại Thanh, liên kết với ngoại phiên, đều bị hỏi tội. Lưu Dung đã rõ, bọn này đã liên kết với các vua phiên như thế nào. Chọn đồ cống lên triều đình đều qua tay hòa thân, nếu hòa thân không bảo, thì chẳng kề nào dám làm do đó bảo phải giữ ngay nhũng giấy tờ đó thật cẩn thận làm vật chứng cùng bọn gây án đem về phủ lưu dung ngay sau đó lập tức thăng đường xét xử với án giết người này không phải hỏi lâu đám gia nô nhà họ thi đều khai việc thi mẫn dương thăng bàn chuyện giết người người đàn bà cũng khai nhận tội mưu gian hại chồng án đã coi như xong về đại thế nhưng thủ phạm vẫn còn trốn ở ngoài cho nên chưa quyết được bọn can phạm kia đều bị tạm giam. Sau khi công việc tra xét xong, Văn Thừa hỏi, bẩm quan, thì mẫn trốn mất, sao không đi bắt Dương Thăng? Lưu Dung cười bảo, Văn Thừa, người làm việc với ta nhiều năm, không biết là, muốn bắt được là lại phải lòng lẻo ư. Văn Thừa nói, tiểu nhân đã rõ, Lưu Dung nói, thằng thi mẫn này là tù phạm chính còn đang trốn tránh ở đâu? Nếu như nhân đấy mà bắt Dương Thăng, thì Dương Thăng sẽ chốt hết tội lên đầu thi mẫn việc này sẽ không hay trước hãy đừng bắt ắt hẳn hắn sẽ lại cùng thi mẫn thông đồng đến lúc ấy mới bắt ắt là hắn không trốn nổi văn thừa cười nói quan lớn thật sáng suốt lại nói trương thiên hoành thấy lưu dung đã bắt tay vào vụ án làm khuấy động cả hồ châu biết là tình hình chẳng hay ho gì liền vội về kinh bẩm lại với hỏa thân lưu dung sau khi lấy được nhũng vật chứng quan trọng ở nhà họ thi liền thân viết thư gửi cho ngô ngự sử thay mình tâu lên đức vua nói là người nhà hòa thân, tư thông với ngoại phiên, lấy ra rất nhiều cống phẩm của triều đình. Một kẻ gia nhân đâu dám lộng hành, chắc là có người ở phía sau sai khiến mọi việc sắp đặt đâu vào đấy. Lưu Dung lại bảo Hà Liên chú ý theo dõi bắt thi mẫn về sự án. Hà Liên nói, tất cả phố to, ngõ nhỏ nên trương bảng truy tìm một hung thủ, để thi mẫn nghe mà sợ. Thứ nhất là dân chúng đều biết hung thủ đã trốn thoát. Thứ hai khiến họ thi to dương hoảng hốt mà lộ dấu vết, chẳng biết ý quan lớn thế nào. Lưu Dung cười to mà bảo, đúng là phải như thế, do thế, Lưu Dung sắc cho các huyện, yết bảng tìm hung thủ. Thế là khắp Hồ Châu, ai cũng biết số mệnh thi mẫn đến ngày tàn, đều lấy làm vui thích. Vậy thì thi mẫn đang trốn ở đâu? Lưu Dung nghĩ, thằng cha thi mẫn này rất giàu quyệt, thứ nhất, không thể trốn ở nhà họ Dương được, vì thi mẫn biết rõ, ví như người nhà Dương Thăng bị bắt thì Dương Thăng cũng liên can, thế thì hai bên chẳng có thể giúp nhau nổi. Thứ hai, cũng không thể trốn ở đất Hồ Châu, vì ở đây ai cũng ghét thì mẫn đến xương tùy, việc ít bảng tìm hung thủ trước sau cũng sẽ đến tay họ. Nhân lưu dung kiểm kê, phát hiện thấy ở nhà thi mẫn thiếu một con ngựa nòi. Hỏi người nhà bảo là mấy hôm trước đã bán cho người ở ngoài làng rồi. Lưu Dung đoán là Thi Mẫn đã trốn khỏi làng, nhưng không biết phải đến đâu truy tìm, mãi không nghĩ ra ruột nóng như lửa đốt, đúng là đêm dài nhiều mộng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện bắt Thi Mẫn. Hôm ấy Văn Thừa vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, Lưu Dung nhìn thấy chắc là anh ta có được tin từ gì mới, liền hỏi có tin về truy tìm tội phạm hả? Văn Thừa nói đúng như điều quan lớn đã chủ tính, Thi Mẫn đã đến Đại Thương Châu. Số là anh cùng với Tưởng Kỳ theo lời Lưu Dung dặn dò, quanh quẩn ở cửa hàng ông Trịnh dò xét. Sáng sớm hai người dã tới. Chẳng bao lâu, quản gia của Thi Mẫn là Thi Quý tới, liền tìm ông Trịnh em, bảo ông truyền lời ông anh họ Trịnh, rằng chớ có tin vị quan mới đang làm sôi sùng sục, chẳng qua là cho ra vẻ đắc lực thôi, chẳng bao lâu ông Thi Mẫn sẽ quay về, nếu như anh em họ Trịnh mà nhiễu sự thì chờ đấy sẽ biết. Hai người cho có gây sự, nên biết rằng nhà họ Dương vẫn còn ở đây. Và lại, ở trên kinh thành, quan lớn họ Hòa cũng đã biết sẽ có cách đối phó có việc gì gây đến đâu cũng đừng có can dự vào. Nói rồi quay ra khỏi cửa mà đi, thì quý vừa ra khỏi cửa, thì có một người lừng lưỡng đến trước mặt, hai bên cùng dừng lại, nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, người kia bèn nói, quản gia họ thi dạo này có khỏe không, nghe thế, thì quý liền nói, ông Vương từ đâu tới thế, tôi vẫn bình thường, đàn em chưa biết để đón tiếp, xin tha tội, tha tội. Xin mời đến nhà chơi, người vừa được gọi là ông Vương nói, khỏi phiền. Hai chúng ta đến hàng lục cát hiên đi. Anh thi đã đến đó chưa? Đến thử xem thế nào. Khỏi phiền, thế là hai người liền đến lục cát hiên. Văn Thừa, Tưởng Kỳ thấy người kia không nói tiếng ở đây, liền chú ý, vội đi theo ngay. Đến lục cát hiên, Thi Quý và vị khách họ Vương ngồi ở một phòng khách. Nhìn vào phòng, nửa ngày vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Văn Thừa Tưởng Kỳ tưởng là mình chẳng còn trông chờ được quái gì nữa thì bỗng thấy một người to lớn dữ dằn đi thẳng vào phòng. Văn thừa tưởng kỳ thấy thế, liền hỏi chủ quán, trong phòng kia có hai người không phải người châu ta, chẳng hay ở đâu vậy. Vị chủ quán định bảo, nhưng trước là thi quý đã cho tiền, thứ hai là lần đầu tiên thấy văn thừa, tưởng kỳ, một người thì cao có, một người thì vụng thô, như là thuộc lại nhà quan, nên chỉ bảo, hai vị ấy vốn là người ở Thái Thương Châu người có tuổi là mưu sĩ, người sau là gia nhân nhà họ thôi ông thôi là một nhà giàu ở Thái Thương Châu nhận họ Thi họ Dương làm anh em kết nghĩa Văn thừa biết liền gọi tường kỳ dặn ở đấy tiếp tục theo dõi còn mình thì về phủ báo với Lưu Dung Lưu Dung nghe xong liền nhớ là khi hỏi bọn gia nô của Thi Mẫn được biết Thi Mẫn có một người rất thân thiết ở Thái Thương Châu mấy năm trước có chuyện gì không biết giờ không thấy đi lại Thi Mẫn cũng rất ít khi đi Thái Thương Châu lúc cha hỏi Lưu Dung không để ý nghe văn thừa nói, hối rằng trước bỏ qua, nay thì tốt rồi đây. Hắn ta có người ở Thái Thương Châu thân thiết, chắc phải là người khá giả, lại thấy gã kia cũng giàu, gần đây không thấy đi lại, chắc là phải đến bàn việc gì cần, thế thì rất có khả năng hắn ẩn náu ở đấy. Lưu Dung đang nghĩ ngợi thì thấy tưởng kỳ hớt hải chạy vào nói, dối người ta đến thế là cung. Quan lớn, xin lấy ngựa ngay cho. Lưu Dung hỏi, có gì mà người giận dữ thế? Số là... Khi văn thừa về phủ, tưởng kỳ ở quán hàng theo dõi thêm, không lâu, ba người nhất tề đi ra, nhắm hướng miếu sau nhà họ thi mà tới. Ba người chưa vào tới sân, chỉ thấy người nhà đã đem tới ba con ngựa hay. Ba người nhảy lên bảo, gặp nhau ở Thái Thương Châu, liền chia nhau phóng đi. Tưởng kỳ vẫn lẹo đéo ở đằng sau, không biết theo đứa nào cho tốt, lại nghĩ văn thừa giao cho mình sống chết phải theo dõi cái vị là ông vương kia, do đó mà anh ta đuổi theo nhưng theo mướt mồ hôi mà chẳng thấy dấu tích cái ông họ vương kia đâu. Tưởng kỳ bực lắm bụng nghĩ, chúng bay khinh ông không có ngựa hả, ta phải về bảo quan lớn nhà ta cho ngựa, đuổi theo chúng mày ngay lập tức do đó mà hò hét chạy vào. lưu dung, văn thừa nghe thấy cười ầm lên, ba người kia đi đâu? Họ vương sau khi biết được một số tình hình liền đi thẳng đến dinh tuần phủ trên tỉnh, vị cao to kia biết rõ chuyện liền về luôn thái thương châu để thuật lại, còn thi quý thì đến nhà dương thăng báo tin ba đứa đi ba nẻo, tưởng kỳ có đứt hơi cũng không theo kịp. Nguyên là thi mẫn đúng là đang ẩn náu ở nhà thôi nhân minh, người này được mệnh danh là thôi nhân mệnh, một, cũng là một ác bá ở Thái Thương Châu, tuy không phải có dây nhợ với hòa thân từ xưa, nhưng từ khi chơi bời với họ thi, họ dương liền kết làm anh em. Hôm đi thấy thi mẫn một người một ngựa sang, biết là có chuyện to tát, khi hỏi ra, rất kinh hãi, nhung nghĩ thi mẫn vốn là anh em với ta nay hắn gặp khó khăn chẳng lẽ lại khoanh tay không giúp huống chi ở kinh đô lo gì quan lớn họ hòa đâu chịu ngồi yên do đó bình tĩnh lại bảo thi mẫn anh thi bất tất phải lo chưa hết hãy nương náu ở đây vài ngày sau đó cho người về nhà dò xét một mặt cử người lên tỉnh đánh động quan lớn họ hòa ở kinh đô xa không phải ngày một ngày hai biết được tin chỉ có cách báo lên quan tuần phủ làm sao báo tin về kinh đô được mới có thể bình yên vô sự thì mẫn đang hoang mang nghe thôi nhân minh nói thế liền dần bình tâm lại vài hôm sau lại nghe ở hồ châu trương bảng truy tìm hung thủ không dám ho he gì đến giờ đã ra vẻ không còn sợ nữa liền xin thôi nhân minh cho người về hồ châu dò xét phái người lên tỉnh đánh động gã nói tiền bạc không cần tính sau này xin báo đền hậu hĩnh vì thế mới có chuyện họ vương đến hồ châu lại nói lưu dung Văn Thừa nghe Tưởng Kỳ nói, lại càng tin ở nhà họ Thi ở Thái Thương Châu. Lưu liền viết ngay cho Kim Chi Phủ ở Thái Thương Châu một bức thư xin hiệp đồng cùng vụ án này, để bắt thủ phạm, nếu bắt được xin giao cho Văn Thừa, Tưởng Kỳ giải về. Do đó Văn Thừa, Tưởng Kỳ mỗi người một ngựa, phóng như bay đến Thái Thương Châu, dò thêm tin tức. Lưu Dung dặn đi đường phải hết sức cẩn thận, đến đó, thân đưa thư của Lưu Dung cho Kim Chi Phủ. Hồi thứ 11, Văn Thừa Tưởng Kỳ dục ngựa nhanh đến Thái Thương Châu, cầm thư do đích thân Lưu Dung viết, đưa cho chi phủ Thái Thương Châu, chờ lệnh của chi phủ họ Kim ban xuống, các tội phạm đều bị tóm về phủ. Không ngờ Kim chi phủ xem thư của Lưu Dung xong liền bảo Văn Thừa, các người đi đường vất vả, chưa hãy nghỉ ngơi đã, đợi ta xét xem thực giả, rồi sẽ hợp xúc. Văn Thừa nghe vậy, vội nói, tiểu nhân không mệt đông, huống chi Lưu đại nhân đang đợi tin bọn chúng tôi, nếu tin này lọt ra ngoài, thủ phạm lại sẽ chôn mất, xin quan lớn sớm bắt cho. Kim Chi Phủ nghe xong, vẫy tay bảo, chưa nói nhiều, ta sẽ định đoạt. Lui ra, văn thừa dành chịu lui, đợi hai ngày vẫn chẳng thấy gì rất sốt ruột. Số là Kim Chi Phủ vốn là học trò của ngô ngự sử, khi lưu dung về Hồ Châu, ông đã được ngô ngự sử cho biết. Tuy họ Kim chẳng phải là phe cánh của hòa thân, nhưng đất chiết giang, đâu chẳng do hòa thân nắm giữ. Ông dẫu muốn nhắc chân nhắc tay, nhưng thân cô thế cô chưa dám manh động khinh suất nay được thư của lưu dung trong lòng rất mong bụng nghĩ người này quả nhiên lợi hại mới đến hồ châu có vài ngày đã dám đụng chạm ngay đến đất giới của hòa thân ta chưa thấy ai như thế lại nghĩ hòa thân vốn chẳng phải lành hiền nếu như lần này hắn thoát được các thứ dính líu đâu có chịu yên lúc đó lấy ai giải thoát cho ta làm sao đây bởi chi phủ họ kim nghĩ thế nên chưa nhúc nhắc nếu như không giúp lưu dung bị người đời bàn tán chê cười, còn mặt mũi nào thấy ân sư ngôn ngự sư. Ông nghĩ suốt hai ngày vẫn chưa tìm được cách nào, đến sớm ngày thứ ba, một viên nha lại lên bẩm công việc, nói phải hôm nay trong thành các nhà giàu nâng giá lương thực, có mưu toan trong việc buôn bán, xin đại nhân xem nên như thế nào. Kim Chi Phủ nghe xong, giận lắm, bảo bọn con buôn này to gan, ắt là có kẻ đằng sau sai khiến, ngươi có biết đứa nào không? Viên thuộc lại thưa, bẩm đại thân, tiểu nhân nghe nói phong thanh rằng việc nộp cống lên nhà vua tăng thêm, các nhà giàu đều hoảng hốt, nhân thấy cửa hàng lương thục nhà thôi nhân minh nâng giá, thế là họ đều nâng giá gạo theo, do đó mà việc mua bán cứ dội lên mãi. Kim Chi Phủ nghe được vụ án, quát to vào hỏa đây, các nhà thuộc trong phủ vội chạy vào. Kim Chi Phủ nhìn họ liền bảo bọn các người đi lấy các giá gạo ở các cửa hàng báo về ngay, đi nhanh, về nhanh, không được lầm lẫn. Thôi đi đi, làm sao Kim Chi Phủ lại làm như vậy? Số là ông thấy các nha thuộc nhất tề đều đến, liền nảy ra một ý, sai luôn họ đi. Chi Phủ họ Kim nghĩ, tên thôi nhân minh kia ta đã sớm muốn trị tội, nhưng chung cớ chưa đủ, mấy lần hắn liền thoát cả. Lần này lưu đại nhân, Chi Phủ Hồ Châu báo cho ta biết hắn cất giấu tội phạm, thì nhân việc này nhà ngươi có tội, ta nhất cử làm cả hai việc. Đến hỏi chuyện người nâng giá gạo vụ lợi quên cả pháp luật nhân đó bắt luôn cả thủ phạm mà Lưu Đại Nhân cậy nhờ há chẳng hay sao. Nghĩ thế liền báo ngay cho Văn Thừa và Tưởng Kỳ. Văn Thừa, Tưởng Kỳ đang lo sốt vó, nay thấy Kim Đại Nhân mời tới, lập tức đến ngay. Sau khi gặp lại Kim Chi Phủ cười bảo hai người, hai anh nhất định là chờ sốt ruột, cho rằng họ Kim này sợ sói, sợ hổ không dám động đến thôi nhân minh. Thực ra, hai anh cũng biết đấy, ta chỉ tính sao cho thật chu đáo, vào nhà bắt hung thủ phải có bằng cớ. Nếu như vào nhà người ta lại ra tay không, thì có phải vớ vẩn không? Nay thì ta đã có kế vạn toàn rồi, không biết hai vị có chịu làm theo không? Hai người nghe rất vui, vội nói chỉ mong sao bắt được hung thủ, để tiểu nhân về Hồ Châu giao lại thì ơn đại nhân lắm. Kim Chi phủ nói, kế bắt hung thủ của ta là khu núi xua Hồ. Hai vị hôm nay đến ngay bên ngoài nhà thôi nhân kia phục sẵn ta sẽ sai người đi khắp bốn cửa thành dán thông báo bắt hung thủ thi mẫn như thế. Tên tội phạm ngồi không yên, nếu như nó ra khỏi phủ nhà họ thôi hai vị chẳng cần phí sự cũng tóm được tên giặc ấy. Nếu như hai ngày sau, hắn không ra khỏi phủ họ thôi, ta và phủ tóm cổ thôi nhân minh, hỏi tội nâng giá gạo. Vào phủ tra xét, lúc ấy hai vị có thể theo họ kim này đi tìm hung thủ, không biết kế này thế nào. Văn thừa, tưởng kỳ nghe xong, mừng lắm liền nói quan lớn thật cao minh mới có cách này lại nói về thi mẫn thấy người hồ châu tới biết mọi thứ đã sắp đặt yên ổn tạm yên tâm nên có vài ngày lơi lòng bữa nay lại thấy bốn cửa thành đều dán giấy truy bắt hắn lại được người hé cho biết tin run sợ liền tìm thôi nhân minh bàn bạc em này sợ ta không ở mãi thái thương châu đã nên nghĩ đến một chỗ khác mà tới thôi thôi nhân minh nhăn mặt cười bảo anh ạ à, anh đi đâu bây giờ cũng không ổn tờ cáo thị kia buộc anh phải rời thái thương châu chỉ sợ anh ló mặt ra thì bị tóm mất theo em thì hãy ở trong phủ của em vài bữa chờ cơ hội thoát ra anh xem thế nào thì mẫn đành nghe theo trốn trong thôi phủ vài hôm liền không xảy ra chuyện gì thôi nhân minh lúc ấy lại đâm ra suy nghĩ nếu như người người đã biết thi mẫn ở thái thương châu nhất định biết trốn ở nhà ta sở dĩ không có ai đến bắt là không có chứng cứ như thế thì càng không nên để thi huynh lộ mặt, lại phải tìm cách cho anh ấy trốn nhanh khỏi thái thương châu. Kim chi phủ kia mấy lần định hỏi tội ta, do không có chứng cứ nên không có cách gì ra tay, nếu lần này mà bị hắn ta nắm được chứng cứ, hóa ra để hắn được toại nguyện ư. Nghĩ đến thế, thôi nhân minh toát mồ hôi, tự mắng mình ngu xuẩn, sớm không nâng giá gạo, chiều không nâng giá gạo, thì làm gì đến nỗi giá gạo mấy bữa nay tăng vùn vụt cái ông anh họ thi này cũng đáng giận sớm không đến muộn không đến nhằm đúng ngày ta tăng giá gạo lại mò đến làm dối tinh cả lên người ta gọi ta là thôi nhân mệnh ta thế này chẳng là đẩy mình đến chỗ chết ư ừ. nghĩ thế thôi nhân minh hốt hoảng đến bàn với thi mẫn anh ơi không phải em không muốn giữ anh nhưng em xem ra hai ngày nay có chuyện thi mẫn nào có thấy gì xảy ra đâu liền hỏi có gì không ổn ư thôi nhân minh đem những điều băn khoăn ra nói thì Mẫn nghe xong trong lòng như lửa đốt, bồn chồn. Thôi Nhân Minh thấy ông anh thế, liền cố trấn tĩnh nói, anh bất tất phải hốt hoảng, em sẽ nghĩ cách, một mặt anh hãy chuẩn bị thoát nhanh ra khỏi đất này, một mặt ta chờ tin ở trên tỉnh và ở kinh đô, nếu như có tin về thì anh cứ việc vối cao ngồi yên chẳng lo. Nếu không có tin gì cả thì thoát càng nhanh đất này càng tốt, chỉ chờ xem vài hôm thôi, anh sẽ chẳng sao đâu nếu đi khỏi đây thì anh định ở đâu? Thì Mẫn nói, ta cũng còn một chỗ, phải lên tỉnh ở tại nhà thầy học họ cù thôi. Hai người đang bàn bạc, thì nghe trong viện có tiếng ồn ào, đèn đuốc chiếu vào nhà sáng như ban ngày. Có thấy người to tiếng quát, người trong nhà không được nhốn nháo. Ta vâng lệnh quan chi phủ đến đây bắt tội phạm, khám nhà, dám trái lệnh thì cũng bị tội đồng lõa. Thôi, thì hai gã ở trong nhà hồn vía lên mây. Người ập vào, không chần trừ bắt luôn hai người lập tức trói giải về phù không cần nói kim chi phủ xuống lệnh bắt hai người thế nào chỉ nói văn thừa tường kỳ một bọn bắt giải phạm nhân thi mẫn liền đi gấp người ngựa về hồ châu lưu dung thấy văn thừa tường kỳ đã giải được thi mẫn về cả mừng hôm sau thăng đường thẩm vấn thi mẫn thi mẫn giàu gan liền đành không thể không nhận tội lưu dung lập tức công bố tội trạng treo bảng an dân dân chúng hồ châu thấy vậy ai cũng vui sướng lập tức có người đến tố cáo tội ác của thi mẫn lưu dung nhận đơn hẹn sẽ xét kỹ chợt có tin báo trên tỉnh phái mấy vị quan về đó là do các bộ viện bí mật phái đến lưu dung không biết làm thế nào truyền đón khách vào phù hỏi ra mấy vị kia nói rằng họ thừa lệnh các quan đài phù trên tỉnh sai đi cũng là từ vụ án của thi mẫn vụ án này lưu đại nhân thi hành nhanh gọn rất được lòng dân các quan trên phủ đài có lời khen nhưng vụ án thi mẫn không chỉ xảy ra trên đất hồ châu lại có liên quan tới những vụ án khác ở trên tỉnh giờ thủ phạm đã thể tụ án các quan đài phủ có ý để lưu đại nhân xem sao hãy đưa thủ phạm và toàn bộ hồ sơ vụ án lên tỉnh để hội thầm lưu dung nghe thầm nghĩ vụ án họ thi hãy còn chưa báo lên trên làm sao trên tỉnh đã biết hết lại việc quy án chính phạm còn là việc ngày trước Vậy mà tỉnh cũng biết. Ví ẩn án có liên quan đến các vụ án ở tỉnh thì cũng nên để ở đây xét cho rõ ràng đã, rồi mới báo lên trên xét chứ. Xem ra, ở trên tỉnh có tay chân của thi mẫn. Dĩ nhiên nếu như giao cho tỉnh thủ phạm bắt được, thì công lao bấy lâu mất hết còn gì. Lưu Dung cười bảo việc này e khó đấy, vì việc đầu tiên là thi mẫn bức người chết chưa kết thúc vụ án. Việc thứ hai hắn liên lạc với ngoại phiên, một việc phạm thượng cũng chưa được tra xét. Việc thứ ba là hắn gây ác ở Hồ Châu nhiều, còn rất nhiều nghi án khác phải hỏi đến, tất cả những thứ ấy ở đây xem xét xong, sẽ xin chuyển phạm nhân lên tỉnh, nếu không còn gì nghi vấn, sẽ chuyển đi, như thế có phải hay hơn không? Người được phái đến biết không cãi nổi Lưu Dung, lại nghe bên ngoài phủ có tiếng huyên náo, Lưu Dung cho người ra xem có việc gì, được bẩm lại rằng, dân chúng trong thành không biết nghe tin tức ở đâu, bảo rằng thấy quan tỉnh bảo giải thi mẫn lên trên ấy, họ liều chết đến xin dù thế nào cũng không được đưa thi mẫn đi mấy vị quan tỉnh nghe thấy tình hình chẳng hay ho gì nhưng vẫn kiên trì xem dân chúng đang nhao nhao ngoài kia yêu sách lưu dung xử sự ra sao lưu dung vội sai người ra nói rõ cho dân đến phủ rằng thi mẫn người hồ châu là can phạm án giết người ở hồ châu các quan tỉnh sai đến chỉ là để xem tiến trình xét án chứ không có ý mang can phạm đi xin mời người hãy về bên ngoài lại nhao nhao chỉ cần đại nhân xử cho đúng tội thôi nếu xử sai chúng tôi nhất định ném đá tơi bời vào thủ phạm cho chết đấy nghe nói vậy các quan không thể làm gì khác nữa liền phải nói thôi khỏi phiền đại nhân nhọc nhằn suy nghĩ chúng tôi đành về tỉnh nói rõ các việc ở đây nói rồi lẳng lặng ra về dân chúng gọi nhau về cả liều dùng thấy việc đã tạm dịu đi vừa nghỉ ngơi được một chút thấy văn thừa cười cười tiến vào thưa quan lớn quan lớn nếu như chẳng được như ý dân chúng thì làm sao đây? Thì ra, Lưu Dung mới hay là Văn Thừa đã loan tin để dân chúng kéo nhau đến phủ. Vài ngày tiếp theo, Lưu Dung luôn luôn xem xét những lời tố cáo của dân Hồ Châu với Thi Mẫn, lại càng nóng ruột, sao lại để hắn nghênh ngang đến tận giờ. Ngày hôm ấy, Hà Liên vào mật báo rằng quản gia của Thi Mẫn là Thi Quý đã tìm anh, hứa sẽ tặng nhiều vàng, bảo rằng ngay đêm nay sẽ hành sự, xin được giúp đỡ nói với bọn lính ngục có thể tiếp tay nếu việc mà thành xin hậu tả xem ra chúng có thể đến cướp ngục lưu dung cười bảo đúng là lưới trời lồng lộng thư mà không để sót hai hôm nay ta đang lo nếu vụ án chưa xử xong trên tỉnh sai người bảo rằng can phạm có liên quan với các vụ trên tỉnh nhất định đòi người thì ta biết làm sao bây giờ lại là chuyện cướp ngục đây liền hỏi hà liên anh đã trả lời họ thế nào hà liên nói tôi nói với họ việc này rất hệ trọng, bọn lính ngục vốn là tình anh em với tôi, nhưng mà nhận cái việc phá cửa ngực đánh tháo tù, nếu không có kế vạn toàn, làm không nên thì gay. Thì quý bảo, tôi và ông Dương đã nghĩ đến chuyện này, đã lo sao cho mọi thứ có thể làm được, nếu như không xong, thì sẽ cấp tiền bạc cho bọn anh xa chạy cao bay, tạm lánh đi một thời gian, chờ cho sóng gió lặng yên, các anh lại về Hồ Châu. Đến ngày ấy thì mọi việc cũng đã qua cả rồi tôi thấy hắn nói thế liền nhận lời, bẩm quan lớn, sự việc thế bây giờ nên lo liệu thế nào đây? Lưu Dung cười bảo, chẳng khó gì, thứ nhất ta phải chém thi mẫn, thứ hai phải bắt giữ xương thăng, mọi việc cứ phải như thế như thế. Hai người lại bàn mưu tính kế thêm, đến một bữa, Lưu Dung coi việc vẫn tỏ ra bình thường nhưng lại ngầm bảo quản ra chuẩn bị. Trước hết, ông sai tưởng kỳ đem lính phủ bí mật phục ở bốn xung quanh nhà Dương Thăng nửa đêm được lệnh phải giữa dương thang ngay lập tức. Tiếp đó ngầm sai quân mã Hồ Châu, vây chặt trại giam, nếu bọn cướp ngực kéo đến, nghe mệnh lệnh thì chém luôn thi mẫn, không được lẫn lộn. Mọi việc sắp đặt xong, chỉ chờ đêm tới là hành động. Nửa đêm, quả nhiên họ thi, họ dương, đem ba, bốn chục gia nhân do thi quý cầm đầu, ảo ảo tiến vào nhà ngục. Chỉ nghe thấy những tiếng hô vang, bọn người cướp ngục không đứa nào thoát. Thì Mẫn thì bị thi hành án ngay, Dương Thăng bó tay bị bắt tại nhà. Ngày hôm sau, Lưu Dung Thăng đường xét hỏi những kẻ đến cướp trại giam. Ông liền làm tờ trình rằng Thi Mẫn giáp tâm mưu vượt ngục đã bị chém ở ngay nơi xung đột. Dương Thăng tham gia cướp ngục cũng bị bắt để xét hỏi. Lưu Dung biết rằng tỉnh không làm gì được, liền chẳng chờ trên tỉnh phê duyệt án, lập tức thẩm vấn Dương Thăng. Dân chúng Hồ Châu nghe thấy, các đơn tố cáo đưa đến như mưa, vạch trần tội trạng lưu dung chẳng phải chờ lâu tước tốc quyết đem dương thăng lên công đường xử án cũng trong thời gian này tình phái người xuống truyền một bức công văn khẩn từ bộ lại ở kinh đô tìm tới báo cho lưu dung để việc chính sự ở hồ châu cho người khác tạm thay lập tức về kinh đô để cùng bàn việc xử lý vụ án không được trù trừ số là khi trương thiên hoành về đến kinh đô đem việc ở hồ châu bẩm lại với hỏa thân nghe xong hỏa thân ngồi không yên chỗ mắng hai nhà thi Dương không coi cái chết là gì, cứ như câu chuyện thì tội chết là nắm chắc, sao mà lưu gù lại tha cho chúng được. Ta phải lột ra bọn bây mới đáng, lại mắng lớn Trương Thiên Hoành, là thứ người vô dụng, ta sai người tức tốc đi vì biết tính nết của hai đứa này, mà ngươi ngăn không nổi, lại còn để chúng làm bậy. Việc đã đến vậy, bây giờ ta phải tính sao đây? Chu Y Viên nói bẩm quan lớn, như hiện nay, thì túc giận cũng chẳng ích gì, phải nghĩ cách cứu người mới được hòa thân nói ông có kế hay gì vậy chu y viên nói kế hay thì chưa dám nói nhung theo ý nghĩ của tiểu nhân trong chuyện này cứu nổi người ra chỉ đại nhân mới làm nổi hòa thân nói vòng vo làm gì mãi nói thẳng vào việc đi chu y viên nói theo ý tôi trong chuyện này chỉ có hai cách một là bắt lưu dung chết hai là gọi lưu dung về hòa thân nghe thấy có vẻ được được liền hỏi thế là thế nào chu y viên thùng thẳng nói nếu lưu gù chết thì mọi chuyện chấm dứt nếu lưu gù về thì nhân lúc ở địa phương vắng ông ta mình liên hệ để biến chuyện to thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ như không có gì hai cách này tùy đại nhân lựa chọn hòa thân cười bảo bắt lưu dung chết chẳng dễ đâu nhưng gọi lưu dung về thì có thể được để ta nghĩ xem lại nói ngay hôm trương thiên hoành về kinh thì người nha thuộc tin cậy của lưu dung là nghiệp dĩ cũng vào kinh anh ta liền đến ngay phủ Ngô Ngự Sử, tự tay trình lên bức thư của Lưu Dung viết. Ngô Ngự Sử xem xong, nghĩ thầm, Lưu Dung giỏi thật, làm ra làm, nếu ta không thay ông trình lên trên, thật cũng ủm nhiều năm đi lại thân thiết. Về chuyện riêng, việc công mà nói, nhìn chung nếu ta không tâu lên, thì phụ ơn vua, lại xấu hổ với dân trăm họ khốn khổ, còn mặt mũi nào trông thấy tổ tông nữa. Ngày vào trầu đầu tiên, ngô ngự sử thay lưu dung nâng lên một tờ tấu rằng thần là lưu dung xét vụ án giết người ở hồ châu từ nhà tội phạm thu được một số thư từ nội dung nói về việc tư thông với ngoại phiên nhân việc triều cống sách nhiễu địa phương việc này liên quan đến người nhà hòa thân là trương thiên hoành chu y viên cùng bọn phạm tội là thi mẫn dương thăng thần cho rằng phía sau họ ắt có người chủ mưu việc này xin thánh thượng soi xét vua cản long nghe xong nghĩ bụng đúng là lưu hù mà lúc ngươi ở kinh đô với hỏa thân như nước với lửa nay ra ngoài rồi vẫn chưa chịu buông tha cho hắn lại còn cho người nhà lên tố cáo ta xem thử sao đây càn long vốn dĩ vẫn bù trì cho hỏa thân nhưng thấy đây là chuyện lớn không thể đùa Vã lại chuyện kết liên với bọn ngoại phiên là việc càn long rất ghét vẫn thường lưu ý đã có người tâu lên thì phải tra hỏi cho rõ càn long lúc này cũng giận hỏa thân liền nghĩ ta vốn ban ơn cho ngươi ngày càng nhiều sao lại để đến việc như thế này nếu như việc này có thật ta sẽ không để yên cho ngươi đâu còn như lưu gù bé xé ra to thì ta sẽ có cách càn lòng nghĩ thế truyền cho hỏa thân ra trước sân rồng khi hỏa thân đến càn long đập án nói hỏa thân to gan thật ngươi dung túng cho người nhà liên kết với ngoại phiên việc này ra sao hỏa thân sớm đã dự liệu chẳng phải chờ nhà vua phải đợi lâu tuy trong bụng cũng sợ rụng rời song vội trả lời tâu hoàng thượng tuyệt không có tiếp này nô tài có ba đầu sáu tay cũng không dám làm chuyện bậy ấy huống chi thần chịu ơn dày của hoàng thượng lẽ nào cũng chỉ mong đền đáp sao lại dám làm chuyện tày trời ấy chẳng hiểu đâu lại phao tin này nếu đúng như thế thì nô tài xin chịu chém đầu càn long nói chính là bản tấu của lưu dung đấy hòa thân khóc lóc tâu xin hoàng thượng soi xét Lưu Dương đối với thần đây như thế nào, văn võ triều đình đều biết. Và lại chuyện Lưu Dung và nô tài đâu chỉ có một vài lần, mà lần này đâu đã nghe được hết lời của ông ta. Huống chi Lưu Dung thân hiện ở Hồ Châu, mà tin đồn thì cứ thêm bớt, ông ta thấy gió lại tưởng là mưa, làm tờ tấu lên, nếu để cho rành mạch, xin để nô tài xem thế nào. Ngô ngự sử đứng bên, thấy hòa thân biện bạch rào hoạt, liền tiến lên tâu, bẩm đức vạn tuế lưu dung vốn là người không nói vu cho ai bao giờ làm việc rất nghiêm túc đứng đắn không bao giờ nói lời hàm hồ nghe hòa đại nhân nói cứ y như thư của lưu dung đều phải bỏ đi vậy thế thì lưu dung chẳng mắc vào tội khi quân ư thần nghĩ lưu dung đâu đến nỗi mơ hồ như thế hòa thân nghe lời ngô ngư sử liền vội vàng tâu khải tâu hoàng thượng dù rằng lưu dung tố cáo nô tài dung túng cho người nhà đi lại với ngoại phiên nhưng ít ra cũng phải xem là đó có phải do nô tài thảo thư ấy. Thứ hai nữa là, có phải là người nhà nô tài viết, như thế mới gọi là dung túng. Những việc ấy lưu dung làm sao biết được, ngay chỉ hai chữ, dung túng, xem ra còn nói dè chừng không xác thục, chưa hẳn là đúng sự thật, mà mới là lưu dung phỏng đoán. Cản Long thấy hòa thân nói thế, liền nói chuyện thư từ để chấm xét đã, chỉ xem việc, nhân chuyện chiều cống, có đòi hỏi thêm, thì thế nào? hòa thân vội tâu rằng người nhà của nô tài đều do quản gia cai quản nô tài thực cũng không biết họ tiến hành những công việc liên hệ với các ngoại phiên ra sao dẫu gan mấy nô tài đâu dám làm việc động trời này nhưng cái bọn người nhà y thế lộng hành thì thần cũng chưa được biết nếu có những việc không được tra xét rõ ràng như thế nô tài cũng thấy muối mặt rồi cớ sao lưu dung lại cứ đổ bừa người nhà nô tài là kẻ gây tội nô tài chỉ còn cách là giáp mặt với lưu dung mà hỏi cho ra xin hoàng thượng cứu xét cản lòng nghĩ cứ một mực bênh hòa thân thì các quan sẽ không vừa ý huống chi chưa tra xét kỹ thì cho là chưa hay do đó liền nói ta chuẩn lời tâu lưu dung phải về kinh ngay cùng bộ lại xét việc này cản lòng cứ tưởng mình công tâm trước việc của hòa thân nào ngờ chúng luôn kế của gã lại nói ngay khi lưu dung chưa về kinh đô hòa thân đã biết chuyện thi mẫn bị lưu dung chém chuyện này đâu có nhỏ, nếu không có những mưu mô sợ Dương Thăng không toàn được tính mệnh. Còn Lưu Dung cũng được người ở kinh là ngô ngự sử gửi cho một bức thư trong đó viết gửi Lưu Dung đại huynh nhã dáng từ ngày chia tay ở Đô Thành, kể đã vài tháng, như lời nhắn nhủ của huynh bữa trước, luôn nhớ kỹ ghi lòng, không ngày nào dám quên. Những việc làm của Trương Thiên Hoành, chu Y Viên ở đây, đệ đã biết, giá lại dám chẳng để tâm, những lời chúng bịa đạt về huynh ở đây chẳng nói làm gì chỉ lo những việc chúng báo cáo về kinh dễ thật giả lẫn lộn. Những điều đại huynh căn dặn đều thấy rất đúng, đệ càng phải chu đáo làm việc đến nơi đến chốn. Từng việc từng việc của bọn chúng, đệ đều xem xét kỹ càng. Nay vô đã dáng chỉ gọi huynh về, sợ việc dân ớ đấy sẽ dối bời hết cả. Nghe nói đại huynh ra coi việc hồ châu, những việc bọn xấu gây ra, lại càng thận trọng, đệ mừng lắm. Thư huynh gửi về, đệ đã thay làm bản tấu. Hoàng thượng đã xem, đang được xét kỹ, nhưng còn cho là cho có chứng cứ. Hoàng thượng triệu huynh về kinh cũng là để cho rõ việc này, do đó huynh phai lo việc ở nơi trị nhậm cho ổn thỏa, về kinh ngay, để cùng các quan ở đây thẩm xét. Hành trình lên đường ra sao, việc phía nam lo cho vẹn toàn, huynh nên lưu ý. Để là ngô đông đồ kính thư, lưu dung xem thư xong, đã rõ chuyện mình nhờ ngô đông đồ tâu lên đã có tác dụng. Tuy trong thư có nói điều tâu lên còn chưa có bằng chứng, nhưng hoàng thượng cũng đã động đến việc này rồi, ta sẽ phải lo tiếc. Lưu Dung vội sắm sửa hành trang mang theo tưởng kỳ, ngày đi đêm nghỉ, lúc đường bộ, lúc đường sông, sớm đến kinh thành. Lại nói trong thành Hồ Châu, nghe nói Lưu Dung vâng mình về kinh, Dương Thăng đang không biết làm thế nào, nghe được tin này, chắc là Hỏa Thân ở kinh thành đã ra tay. Thế là bọn chúng lại bảo nhau, từ phủ đến tỉnh đều lại khuấy động đối phó. Chuyện chạy trọt không hết bao nhiêu tiền bạc, đều do Dương Thăng nói ra, lại chuyện trên tỉnh chưa dám động đậy gì, chờ các quan ở kinh đô xét sau hãy hay, rồi sẽ giao tỉnh, tỉnh sẽ định đoạt. Có người lại nói, Dương Thăng lại giờ thói tiểu nhân, cho người tạo chứng cứ cho rằng quan phủ vu khống thế là thời gian này, phủ tỉnh cũng chẳng còn ai là người nghị án, đành chờ tin tức ở kinh đô. Khi tin này truyền đến tay Dương Thăng, gã rất đắc ý, dương thăng ở trong mục không còn khổ như trước, cứ y như ở nhà, muốn ăn thứ gì, uống thứ gì, bên ngoài đều cung phục đủ. Văn thừa không biết làm gì, nén lòng chờ quan phủ Lưu Dung trở về vậy, lại nói Lưu Dung về kinh, Tâu việc lên vua Cản Long. Cản Long biết Lưu Dung đã về, liền xuống chỉ gọi Ngô Đông Đồ ở viện đô sát, cùng hội đồng bộ lại xét tờ tấn của Lưu Dung buộc tội hòa thân dung túng cho người nhà hòa thân biết cũng tâu rõ với vua Càn Long, muôn tâu hoàng thượng, lưu dung kia bảo nô tài dung túng người nhà, thánh chỉ giao xuống cho viện án sát xử lý xem xét, quả là sáng suốt, nhưng ngô đại nhân với lưu dung vẫn là chơi thân với nhau, khó tránh khỏi trong khi xem xét, bỏ qua sự thực, lại xét đoán không bằng cớ, nô tài dẫu có căng mồm nói cũng không lại. Càn Long nghe thầm nghĩ, điều này cũng có lý hẳn hòa thân một mình đối chất với Lưu Dung khó thắng huống chi lại có ngô đông đồ chủ trì, bèn nói miệng Lưu Dung dẫu có ghê thật, nhưng hắn cũng không thể nói không thành có, nếu ái khanh ngại, ta sẽ sai cửu vương gia chủ trì việc này. Cửu vương gia là chú vua Càn Long, người đã có tuổi nếu như nhà vua không vời gọi, ông không vào trầu lên điện, chỉ thích vui với hoa, chim, cá, cây cảnh, tính cũng cao nhã, vẫn thường hay chơi thăm Lưu Dung không phải là vương gia đi nữa thì trong triều ngoài nội ai cũng kính trọng ông dù trong tay dẫu không nắm quyền ngược lại các quan trong triều cũng không dám coi thường với một người như thế hòa thân còn biết nói năng chi hòa thân nghe nhà vua nói vội thưa hoàng thượng thật sáng suốt lại nói lưu dung được biết càn long đã giáng chỉ cho đô sát viện và hội đồng bộ lại xét vụ án này trong lòng đã quyết vội vào triều dâng tờ tấu rằng muôn tâu đức vạn tuế vụ án này có liên quan đến hòa đại nhân sao lại cho hội đồng bộ lại xét xử được thế chẳng hóa ra cho hòa đại nhân lại xét chính án của mình ư như thế thật không thỏa đáng xin hoàng thượng minh xét số là hòa thân đã từ lại bộ thị lang vừa thăng lên lại bộ thượng thư nên lưu dung mới tâu thế cản long thấy lưu dung tâu vậy trong lòng chẳng thích thú gì liền nghĩ người nói thế ý cho là ta muốn nâng giữa hòa thân chứ gì nhưng ta đã xuống chiếu rồi rút lại được sao nữa. Huống chi, người chẳng ưa gì hòa thân, không làm như thế thì người lại xử quá cho hòa thân ư. Thế thì khác gì để người muốn làm gì thì làm, do đó, vua nói ta đã mời cửu vương gia đến xem xét việc này, làm sao hòa thân có thể ý thế làm càn được. Bọn người định làm đến nơi đến chốn như thế, hay là có ý gì vậy? Liều Dung nghe Càn Long nói như vậy, thâu rõ là vua có ý giải thoát cho hòa thân nhưng thấy mặt vua cao lại, liền chỉ dám nói, muôn tâu hoàng thượng, thần muốn tránh cho hòa đại nhân tránh được một việc không hay, nếu để hòa đại nhân là người vô ý, đứng ở đằng sau thì chuyện xa chân xuống ruộng dưa một hiểm sẽ xảy ra. Huống chi lại là quan xét án vụ này, nếu lại có liên can thì sao tránh khỏi vòng vo được. Sở dĩ thần tâu như thế, là muốn hòa đại nhân nên tránh thì hơn. Cản Long nghe, càng tức, nghĩ đúng là gã lưu gù năm trước đã gây chuyện đòi hai vạn lạng bạc vinh phong của ta nay lại định bày vẽ cho ta kế sách này ư người nói không nên để hòa thân xét xử vụ án này lại sợ hòa thân khi xét thì vòng vo ư người bắt người ta phải tránh mặt đi thế là chưa chi đã nghi người ta rồi ta không nghe ngươi đâu vua cản long chỉ nói lưu dung người đã định thế nào là sẽ làm nhất thế phải không sao không nhìn trước ngắm sau một chút hay là ngươi cho là trẫm sẽ làm cho việc xử án này không nên chuyển? Lưu Dung thấy nhà vua tức giận liền nghĩ, tôi đã biết vua có ý nâng đỡ hòa thân, thì tôi tội gì chốt lấy khổ đau vào mình. Thế mà nhà vua lại còn tức giận nói bảo tôi, định thế nào là sẽ làm như thế, ư? Ừ. Thế rồi lại để bảo, vui thú trên tai họa của người khác, bụng dạ thiên lệch, chứ gì? Nếu như tôi không tra xét đến nơi đến chân, thế là vua lại được dịp nhận xét ngược trở lại, lại bảo tôi là, bé xé ra to, việc không có dựng nên thành có. Đến lúc này thì tôi vẫn mắc phải, bụng dạ thiên lệch rồi. Nghĩ thế, Lưu Dung liền tâu xin Đức Vua nguôi giận, việc này chẳng nên để thánh giá phải khó nhọc. Lại nói, việc này có thư từ qua lại trao đổi, nhưng đã được tra hỏi kỹ càng gì đâu. Thần vốn chịu ơn sâu của Hoàng thượng đâu dám lấy việc riêng lấn việc công, sở dĩ nói thế, là cũng do thực tâm, không coi nhẹ việc sự án chẳng lẽ hoàng thượng lại không xét cho tấm lòng này Và là việc này là việc trọng đại các triều thần trong ngoài đều đã biết há chẳng nên cẩn thân sao xin cho thần đem hết sức xem xét vụ án này khi đã rõ ràng sẽ xin tâu lại vua cản lòng không nghe không đành mà nghe thì lại càng thêm bị tức thầm nghĩ lưu gù ơi lưu gù ngươi vốn dĩ vẫn chưa buông tha ta đây mà ta chẳng qua dùng lời để răn đe ngươi không rè ngươi lại nhân đó quá đà tương kế, tự kế, hay lại định đòi thượng phương bảo kiếm nữa sao? Người nói như trong mơ vậy, ta không nghe đâu, nghĩ thế, Càn Long liền nói, Lưu Dung, người bất tất phải nhiều lời, việc đến như thế này, để ta thân xét sư. Người đem đám thư từ đến đây cho chậm xem, rồi sẽ định đoạt. Thôi đi đi, Lưu Dung không ngờ Càn Long lại nói thế, chẳng còn cách nào, đành vâng mệnh đem đám thư từ kia dâng lên. Trong lòng nghĩ, mình tự để cho việc xoay chuyển khác mất rồi, thế này là để cho hỏa thân tuột mất. Việc đến như thế chỉ còn chờ xem biến động ra sao. Hỏa thân được biết đức vua thân xử vụ án này, trong lòng hoảng sợ, lo đến mày vua hỏi tội, sẽ ăn nói sau đây. Chỉ thấy chu y viên đứng bên, cười bảo, xin mừng cho quan lớn. Hỏa thân quay lại bảo, sao chu tiên sinh lại nói thế? chu y viên nói, đại nhân thật có số, các nhân thiên tướng, việc này rồi giữ sẽ thành lành. Việc nhà vua đứng ra thân xử án là có ý nâng đỡ đại nhân, nếu hoàng thượng không có ý ấy thì nhận xét xử để làm gì? Cái việc thân xét xử này chính là không để cho bọn Lưu Dung xét đoán lung tung, nếu không có ý nâng đỡ đại nhân thì mặc cho bọn Lưu Dung xử xong sẽ trình lên thì còn chuẩn tấu hoặc không chuẩn gì nữa. Giờ thì ván đã đóng thuyền lòng hoàng thượng không nữa, nên mới có ý thế, cho nên đại nhân khỏi lo. Hòa thân nghe xong cười khà khà, tiên sinh nói chí phải, quả nhiên, chỉ mấy ngày sau, vua Càn Long hạ chiếu gọi Lưu Dung, hỏa thân vào chồng. Lưu Dung vẫn mong rằng việc cho chóng xong để mau còn trở lại Hồ Châu, nên vào chầu không thể là chuyện xem nhẹ. Còn hỏa nhân, dẫu trong lòng còn sợ, xong tám phần thì bảy phần hy vọng, vào chầu với ý, sự việc cũng chỉ đến thế thôi. Cả hai đều vào chầu càn long thấy hai người bèn nói, bản tấu và thư tín của liêu ái khanh trình lên, dẫm đã xem, chấm cho rằng việc này gia nô vượt quyền gia chủ, ý thế làm những chuyện gian dối, lừa lọc, không ảnh hưởng đến đại cục, cũng nên xét xử cho đúng với sai phạm. Hòa thân ơi, ngươi là gia chủ mà không hay biết gì, hoặc thấy mà không quản lý chặt chẽ, nói cũng không được, trọng trách càng lớn, song chấm nghĩ ngươi cũng bận rộn nhiều việc, nên thể tình chỉ mong sau này ngươi làm việc cho vào quy củ, do đó tội sẽ bị phạt bổng lộc một năm không được hưởng, phải coi sóc người nhà cho tử tế. Hòa thân vội vàng tiến lên, xưng tụng tạ ơn hoàng thượng, cản long lại nói, liều ái khanh, làm việc cần mẫn, lời lẽ thận trọng, nhưng cũng nên xử việc to, nhỏ cho thỏa đáng, cẩn trọng, sâu sắc hơn. Ta ban thưởng cho một áo khoác hoa vàng, một ngàn lạng bạc, việc đã xong, về chiều nhận việc mới. Còn những thư từ giao thiệp với ngoại phiên kia, giữ chẳng bỏ phiền, chấm đã cho đốt đi rồi. Từ nay về sau, không bàn đến việc này nữa. Thôi cho lui, Lưu Dung lại tạ, xin đa tạ hoàng thượng. Hỏa thân và Lưu Dung ra khỏi cung điện lớn, hỏa thân như chút được gánh nặng, lau mồ hôi chán, bảo Lưu Dung, Lưu đại nhân, hoàng thượng thật sáng suốt. Lưu Dung cũng cười bảo, vâng đúng thế, thế là hòa đại nhân ăn ngủ yên rồi, về phủ mà nghỉ đi hỏa thân về phủ, chu y viên lưu ý rằng, hòa đại nhân, việc đã xong rồi, nên cho người lo giải thoát cho dương thăng không lưu dung chém y mắt. Câu nói làm hỏa thân chợt tỉnh, vội hỏi, chu tiên sinh có cao kiến gì không? chu y viên nói, muốn bảo toàn được dương thăng phải dùng kế, phủ đất hãm mầm, thôi, chỉ có giữ lưu dung ở kinh đô mới khiến dương thăng khỏi chết. Hòa thân cười bảo, ta đã có cách rồi, ngày mai ta vào chầu. Tâu cho Lưu Dung làm tả đô ngự sư lại nói lưu dung về đến nhà đang thu tập hành trang về đất đang trấn giữ chợt ngô ngự sử đến chơi hai người thi lễ ngô ngự sử nói lưu đại nhân hôm nay vào chiều hòa thân đã xin cho huynh được thăng tả đô ngự sử hoàng thượng đã chuẩn tấu việc này huynh chưa biết sao việc này là ý thế nào đây lưu dung nghe nói liền bảo chắc là hắn vì chuyện dương thăng việc này mà xong chỉ thương dân chúng già trẻ đất hồ châu thôi liền đem chuyện Dương Thăng kể lại một lọ ớt cho ngô ngự sử và hỏi, huynh thấy việc này nên xử trí ra sao? Ngô ngự sử nghĩ rất lâu, rồi vỗ đùi bảo, có rồi đây, việc thăng tiến này, giấy tờ sẽ phải chuyển về Chiết Giang, Hồ Châu, báo cho quan tuần phủ và các ti chức Hồ Châu. Mà văn thư từ Kinh Đô chuyển đến cũng mất 10 ngày. Nên nếp làm việc ở Kinh Đô, huynh cũng đã biết đấy, từ bộ chủ quản, dấu mã thủ tục nhanh nhất cũng phải mươi hôm đặc biệt việc điều động các quan ở châu phủ lại càng chậm hơn. Thế thì từ việc này, huynh sao chẳng rời kinh đô về Hồ Châu trước đi. Lưu Dung nghe ra, liền bảo ý đó thật hay, thay mặt dân chúng Hồ Châu, để xin cảm ơn ngô ngự sư. Ngô ngự sử nói, cảm ơn gì, việc của huynh vì dân mà làm, có hiểm nguy, khó khăn, đã là anh em thì phải ghé vai gánh vác chứ. Lưu Dung nói, làm không xong, bất quá là mất quan, bãi chức, tôi cũng chẳng cần, ông đừng sợ. Hai người từ biệt nhau, Lưu Dung vội đem tưởng kỳ rời kinh, về Hồ Châu luôn. Lại nói Lưu Dung về đến Hồ Châu, sau hai ngày thảo xong án quyết nhà họ Dương. Ngày thứ ba thăng đường xét xử, đem toàn bộ chứng cứ, nhân chúng ra, lấy khẩu cung cuối cùng, định án, và cho thi hành án ngay. Những kẻ cùng Dương Thăng liên quan đến vụ chết người ở cửa Tây đều đem ra ngoài phố chém. Đến khi Văn Thư đến Hồ Châu, Lưu Dung báo cho người đưa văn thư rằng vụ Dương Thăng đã xử chém rồi. Sau này hòa thân biết chỉ đành rậm chân mà chửi thôi. Hồi thứ 12, lại nói Cản Long năm thứ 24, nhà vua vừa dẹp xong loạn hoài cát, thừa thắng giấy quân, thu phục được đất. Anh em hòa Trác mộc, kha cha mu sai đại tướng A Khắc Tô đem ba vạn quân, chia đường tiến đánh. Anh em hòa Trác mộc, Minh chiến, quân nhà thanh chia làm hai đường bên trái bên phải ập lại đánh, dùng sơn pháo bắn vào quân lính. Hòa trác mộc em, kháng cự không nổi, vượt núi mà trốn, nào hay mặt trước núi, đường hẹp hiểm trở, phía trước có cửa ải chấn giữ, phía sau quân lính đuổi theo dương cờ, lại hàng nộp giặc. Lòng quân hoảng hốt, thành một lũ hỗn loạn, hòa trác mộc em biết thời đã hỏng, đem vài trăm tàn binh, lính cũ, nguyện đường mà chạy, đuổi theo hòa trác mộc anh, hai đạo quân gặp nhau, chạy đến núi Ba Khắc Tô bộ tộc núi Ba Khắc Tô, nghe tin anh em Hòa Chắc Mộc đến, sai người ra nghênh đón. Người sai đến, dâng lời trấn an, bị Hòa Chắc Mộc em của trách hỏi, tại sao tù trưởng núi Ba Khắc Tô không đến đón. Người sai đi nghe thế, lòng rất căm tức, nghĩ lúc chúng mày quân tàn, tướng bại, lại còn nói mạnh, liền thưa, đại vương tôi hôm nay không được vui, Hòa Chắc Mộc em nghe nói, rút dao chém người được sai đón tiếp, đầu. Mình mỗi nơi một mảnh tin ấy truy về núi, tù trưởng Ba Khắc Tô nổi giận, đem quân đến đánh anh em hòa chắc mục, quân sĩ chỉ còn vài trăm lại kéo theo cả vợ con đầy tớ, làm sao địch nổi, đành bó tay chịu bắt. Tù trưởng Ba Khắc Tô báo thù, lập tức chém đầu anh em hòa chắc mục. Ít lâu sau, quân thanh đuổi tới truyền giấy bảo đem thủ cấp anh em hòa chắc mục và vợ con theo. Ba khắc mục cũng chiều theo lòng người lập tức đem đầu anh em hòa chắc mục và vợ con dâng nụp quân thanh đem thủ cấp của anh em hòa trác mộc và đám người nhà của chúng, mừng thắng lợi, báo tin về chiều, cất quân về. Lại nói trong số vợ của anh em hòa trác mộc, một nàng có sắc đẹp trời ban, từ lúc bị bắt làm tù binh nước mắt chan chưa đến mấy ngày, không biết những ngày sau thế nào, mấy lần định tìm cách chết. Nhưng quân thanh canh giữ nghiêm mật nên chưa có dịp, tháng 2 năm sau, quân thanh ca khúc khai hoàng về chiều, vua Cản Long thân đến nơi ở Kinh Thành. Mở hành lễ mừng thắng trận Tướng lĩnh quân thanh là Triệu Huệ Phú Đức dẫn quân lính lên đàn Quân sĩ uy nghiêm Vua Cản Long xuống đàn đón tiếp Từ Triệu Huệ đổ xuống Các tướng đều xuống ngược Khấu đầu tạ ơn Vua Cản Long thân đến nâng dậy Nói rất nhiều lời ủy lão Rồi cùng lên đàn Vua Cản Long chủ trì Các tướng dẫn quân lính của anh em Hòa Trác Mộc Và Gia Quyến đến trước đàn Đúng lúc Mắt rồng để ý tới một người đàn bà đẹp tuyệt hai tay bị trói, đứng trong đoàn ngươi tội phạm, vua cản ông động tâm liền hỏi, đây là người nhà bọn làm loạn phải không? Triệu Huệ đáp, tâu, đúng ạ, vua cản long nói, đàn bà biết gì mà phải liên lụy, nhìn thấy cô ta như thế, cũng thật đáng thương, trầm cho nới lòng luật pháp. Triệu Huệ vội tâu, kẻ có tội rất đáng thế, nhưng thánh thượng mở lòng nhân chính, tha tội cho nàng, chắc phải cảm động lắm. Càn Long truyền cởi trói cho cả đám người nhà họ đều cúi đầu tạ ơn duy có vương phi đẹp tuyệt kia trong khi mọi người cúi lậy đều không chịu vái tạ lễ thưởng công đã xong qua về cung lập tức gọi hòa thân vào hòa thân thỉnh an xong vua cản long hỏi trẫm thấy trong đám người nhà kẻ làm loạn có một nàng rất đẹp là ai vậy hòa thân thưa để nô tài hỏi han cho thật chính xác xin tâu lại hoàng thượng nói rồi đi ngay một lúc sau quay về đại nội tâu rằng người đàn bà tuyệt đẹp ấy là vương phi của hòn trác mộc em tên là hương phi bởi người nàng khi sinh ra đã có mùi hương lạ cho nên có cái tên đẹp được người ta đặt cho như thế vua cản long than thở ta là thiên triều hoàng đế lẽ nào lại đi lấy vợ kẻ làm loạn hòa thân nói kẻ làm loạn đã chết còn người đẹp bị quân ta bắt được nếu đức vua tìm cách thu xếp thì ắt là cũng xong theo nô tài nghĩ cô ta rất hạnh phúc khi được đức vua chú ý tới vua cản long nói ta muốn vời nàng vào cung chỉ sợ bên ngoài bàn tán tính sao đây hòa thân nói người con gái có tội coi như là nô lệ luật pháp triều ta đã định thì đưa nàng vào hầu hạ bên bàn tiệc thì có gì mà ngại vua cản long rất mừng sai bốn quan thái giám đưa hương phi đến một lúc sau hòa thân cùng bọn thái giám đưa hương phi tới chưa thấy mặt hương thơm đã thoảng không phải là hương của hoa mà là loại hương đặc biệt pha lẫn mùi phấn sáp. Thật là vận bị nương theo những thói thường, mây vần, mưa xối chẳng phong quang, chân thon bước nhẹ, ra nhường tuyết đầu cúi buồn thương những vấn vương, nước mắt dầm khăn, cơn tuổi cực người sinh như mộng đã sông hương, sáng choang đuốc bạc soi màn gấm bên gối châm rơi não cả hồn, vua cản long từ lúc thu nạp được hương phi thỏa nguyện, rất cao hứng. Nhưng hương phi lại khác, từ lúc tiến vào cung, mặt mày ỉu xìu, chẳng chút nào vui. Lại nói, mùa hạ năm ấy vua Cản Long đem hương phi đến cung thừa đức nghỉ tránh nóng. Dụng ý của vua là đưa nàng đến để nghỉ ngơi dạo chơi, cho khuây khỏa. Nào ngờ nàng thấy cảnh đẹp lại nhớ đến nơi vùng thảo nguyên xa xôi đẹp đẽ ở phương Bắc, những cuộc đua ngựa, những cây cối vùng mông cổ xanh tươi, trước cảnh sinh tình nàng càng nhớ nhà, suốt ngày nước mắt đầm khăn, khiến cho vua Càn Long vò đầu, bứt tai không biết tìm cách nào để đẹp lòng hương phi liền đưa nàng đến thăm đền miếu nào ngờ đến trước miếu đền lại càng khóc chiều hơn vua càn long không biết làm thế nào liền hỏi nàng ái phi từ lúc vào cung sao suốt ngày cứ buồn rầu khóc lóc đến lúc nào thì nàng mới vui được hương phi nói thiếp từ ngày vào cung thấy mọi thứ ở đây không thích hợp ngôn ngữ thì không hiểu thiếp nhớ nhà nói đến nhà hương phi lại khóc càn long thấy vậy vội nói đừng khóc đừng khóc nàng nhớ ai, ta sẽ cho người gọi đến. Nàng nhớ thứ gì, ta sẽ cho người đi tìm cho. Hương Phi nói, quê nhà thiếp bên dòng sông Y Lê, có một tòa miếu, thiếp từ bé từng đến dân hương làm lễ, xin bệ hạ khai ân cho thiếp về quê để đến lễ. Vua Cản Long nghe nói bảo, được, điều đó với ta không khó, nhưng đường xa muôn dặm làm sao để nàng về được, nếu như nói không cho, ngồi nhìn nàng khóc sụt sùi, chịu làm sao nổi. Chà chà, làm sao bây giờ đây? Chỉ giận không thể đưa tòa miếu dọn về ngay lập tức cho nàng. Nghĩ đến chữ, dọn, vua Càn Long chợt hào hứng. Vỗ tay, được rồi. Cứ chiếu theo kiểu dáng tòa miếu thì cần gì phải đưa về đây? Ta cũng có thể dựng được. Hương phỉ ơi, ngày mai ta sẽ sai người đi vẽ kiểu. Rồi họ sẽ chiếu theo mà làm một ngôi miếu cho nàng đến dâng hương. Ngày hôm sau nhân buổi trầu sớm, vua Càn Long cho triệu kiến đủ văn võ quần thần ở điện Nam Mục xuống một đạo thánh chỉ, phái một viên đại thần đi Tân Cương đến sông Y Lê lấy kiểu ngôi miếu. Hẹn ba tháng phải trở về kinh, nếu quá hạn sẽ trị tội. Các quan đại thần ngươi này nhìn người kia, người kia nhìn người này không ai dám đứng ra nhận. Vì ai cũng biết đường đến ấy, ba tháng không thể nào đem mẫu về đúng hạn. Vua Cản Long không thấy ai nhận thánh chỉ, mặt xa xuống dài đến nửa thước, nháy mắt liên hồi. Các quan đại thần ư? ai cũng không dám ngẩng đầu vì sợ nhà vua lại chỉ đúng mình. Lúc ấy, vua Càn Long nhìn vào một vị quan vốn được yêu là Lưu Lưng Gù Túc Lưu Dung bèn nói, Lưu Ái Khanh, Khanh nhanh nhẹn, giỏi lo việc, Khanh đi nhé. Hỏa thân đứng cạnh rất khoái, mỉm cười nhìn Lưu Dung. Lưu Dung nâng áo quỳ xuống tông, bẩm đức vạn tuế, đi tới sông Y Lê mất ba tháng, thần. Không để Lưu Dung nói hết, vua Càn Long sầm mặt hỏi, người nói sao, ngày thường làm quan cao, chức trọng để mong có việc nhờ cậy các người. Vậy mà có việc này chẳng có ai chịu nhận. Hòa thân nói, Lưu Đại Nhân là người túc trí đa mưu, mong Hoàng thượng ân thưởng, nhất định làm là được. Ngài nghĩ thế nào, Lưu Đại Nhân? Vua Càn Long lại hỏi vặn, ái khanh kháng chỉ à? Lưu Dung vội vàng dập đầu, tâu, thần không dám, thần muốn nói Hoàng thượng cho thời hạn là ba tháng. Thần chỉ xin mười ngày là về đến nơi, làm xong việc Hoàng thượng sai. Hỏa thân vừa nghe đã vội hỏi, Lưu đại nhân chớ nói giỡn, Lưu Dung nói, người quân tử đã nói một lời, ngựa tứ khó đua theo. Vua Cản Long nghe, vui lắm, nhưng lại nghĩ, không thể thế, người khác ba tháng còn không dám nhận, sau ngươi có thể làm trong mười ngày. Vua liền cao mày bảo, Lưu Ái Khanh, trong mười ngày ngươi giao được mẫu vẽ chứ? Nếu không thì sao, nếu không xong, thần xin chịu trọng tội, được, mười ngày giao mẫu vẽ, sẽ có trọng thường lui chầu, vua Cản Long lui chầu về cung, báo tin mừng cho Hương Phi. Lại nói các quan lui chầu đều vây lấy Lưu Dung, hỏa thân chạy đến trước tiên, nói điều Lưu Đại Nhân cam kết, chớ có làm nhục mệt vua đây nhé. Nói rồi cười to, ưỡn ngực mà đi, cái duyên nợ Lưu Dung là thế, người ta nói thì không sao, mình nói một câu là coi như mua oán với ông ta, hắn chỉ mong Hoàng thượng trị tội mình, chà chà, hôm nay chẳng biết thế nào việc hoàng thượng không xong ắt là mình bị trị tội ba tháng không xong huống chi mười ngày ta đâu có chịu để đức vua trị tội việc lưu dung gấp gáp quá chăng không phải đâu ông ta đã tính rồi số là thường sau lúc tan trầu mọi việc đã xong xuôi ông thường cởi chiều phục đi chơi chỗ này chỗ nọ một bận đến chỗ nhà người hồi thấy một người đang vái lậy trước một bức hỏa ông đến nhìn thì thấy vẽ một môi miếu hỏi ra mới hay là ngôi chùa kim đình ở y lê vì ông già, chủ mua nhà luôn nhớ quê hương, biết là theo gia đình lên kinh đô, khó có ngày trở về. Do đó họ nhờ người vẽ một bức họa tòa miếu cổ đem theo, như thế vẫn thấy quê hương bên cạnh. Lâu lâu lại lấy ra coi, đến những ngày lễ Tết, treo lên mà lễ bái. Lưu Dung nhớ ra, chỉ có cách quay về Bắc Kinh, tìm đến ông già nọ xem còn giữ bức họa chùa Kim Đình không. Nhưng về Bắc Kinh nói với ông già, ông ta không cần tiền nhất định không nhường cho bức họa tòa miếu đó. Lưu Dung đành nói thực tình cảnh của mình, nói là nếu có được bức vẽ đó thì sẽ căn cứ vào mẫu vẽ dựng ở Thừa Đức một ngôi miếu y lê. Ông già nghe ra, liền đem bức họa đưa cho, Lưu Dung mang bức họa đi, quay lại Thừa Đức, tất cả mới hết năm ngày, vua Cản Long thấy Lưu Dung về sớm thế, mừng lắm, liền cho người đưa đến cho Hương Phi xem. Hương Phi ngắm, quả đúng là bức họa chùa Kim Đỉnh ở quê nhà lòng vui sướng khác thường. Cản Long nghe nói Hương Phi cười, lập tức ban thường rất hậu cho Lưu Dung. Ngay sau đó ban thánh chỉ sai làm ngay miếu, đám thi công không dám chậm trễ liền điều gỗ đá, ngói, vôi, đất, dầu, sơn, màu, họa và hơn 10 tốp thở, phu phen, lập tức xây dựng. Công trình của vua, lại sẵn tiền, có thể chậm được. Ở giữa là điện lớn ba tầng cao ngất, trên nóc lợp ngói lưu ly, li, màu dầu phát sáng tường đỏ phía ngoài ba lượt vây quanh, trong sân trồng những hàng thông. Trong điện tô tượng mẫu, cao đến vài trường, trên tường có những bích hỏa, năm sắc tươi tắn. Ngày dựng chùa xong vua Càn Long đưa Hương Phi đến trước cửa chùa, vua nói, Hương Ái Phi, thế là nàng đã về quê, nàng xem con sông Vũ Liệt dưới núi kia, có phải giống sông Y Lê không? Hương Phi nhìn, quả rất giống, do đó nàng cười rất vui. Sau đó, vua càn long còn sửa tại góc đông bắc sơn trang một nhà gương để nàng trang điểm trên lầu đặt một tấm gương lớn đối diện với miếu y lê cứ mỗi sáng hương phi lên trải đầu thì thấy hình ngôi miếu ở ngay trong gương càn long cùng với hương phi vui tú khỏi phải nói gì thêm lại nói vua càn long tránh nóng ở thừa đức trong sơn trang đã lâu muốn xuống phố phường lớn dạo chơi bữa đó cải trang thường phục mang hòa thân rời khỏi sơn trang đến nhị tiên cư đã vừa chưa, ngoài đường tiếng mua, tiếng bán, náo nhiệt khác thường, đúng là một cảnh tượng thái bình. Cản Long đi, càng cao hứng, nói với hòa thân, quả là đời thái bình thịnh trị, hòa thân vội tiếp lời, đó là nhờ thánh thượng sáng suốt, nên chăm họ mới được hưởng phúc này. Cản Long nghe rất bằng lòng, càng cao hứng, muốn nếm những món thưởng dân dã. Cách đó không xa có một nhà hàng cơm vang ra những tiếng rộn rã, chân người tấp nập, đến gần thì mùi xào nấu đã thơm lừng. Vua Cản Long bụng đã réo, liền bảo hòa thân ta vào xem sao, hòa thân cùng phụ họa bẩm vâng, quán này hương vị đồn không sai. Vua tôi tiến vào trong quán, quán hàng này không to, chia làm hai tầng, lầu trước có hiên nhã vân rất thoáng, lầu dưới có năm dãy bàn, đang tiếp một loạt khách. Lầu trên có ba bàn cũng rất lịch sự, vua Cản Long lên lầu, nhìn thấy sân nhỏ phía sau có vài khóm thúy trúc người hầu đem ghế đến, vua bèn ngồi xuống. Người chạy bàn, nhanh nhẩu bầy lên bàn, chả uống, sau đó mang thực đơn lên. Vua Cản Long nhìn thì món nóng, món lạnh ở miền Nam, miền Bắc đều có. Nào là, chả nướng cao ly, dê thui tân cu ơn, v v Lại có món giá đến 10 lạng bạc gọi là gà ngậm hoa, bất giác Cản Long cười bảo không biết cái thứ gà ngậm hoa này thế nào nhỉ. Giây lát, người chạy bàn đem đến một vò rượu, là một thứ rượu ngon, rót ra. Vua Cản Long uống vài chén, lại càng muốn ăn, thì nghe dưới lầu nói vọng lên, gà ngậm hoa có rồi đấy. Thấy trên bàn có để một chiếc biển xanh điểm hoa, lại có một người hầu bàn, đem đến một mâm đặt một thứ trứng đắp bùn khoảng 3, 4 cân. Vua Cản Long rất kinh, bụng nghĩ, gã hầu bàn này định đùa ta chắc. Hòa thân thấy vậy, thất kinh, thất sắc, mắng, quân hỗn xược, thằng nhãi dám đùa người lớn hả? không đem ngay đi chứ người hầu bàn nhìn hòa thân vội nói thưa ngài ngài không biết đấy thôi gà ngậm hoa phải làm như thế xin ngài đừng giận xem đây nói xong chỉ thấy người hầu bàn đập vào quả trứng bùn trên mâm đồng trứng bùn lập tức tách ra làm bốn chỉ thấy hơi nóng trắng nghi ngút và một con gà núi béo lộ ra hương vị vừa người thấy đã muốn ăn hai người hầu dùng hai đôi đũa lớn từ bên trái bên phải rồi đặt lên một chiếc đĩa xanh vua Cản Long không cả chờ cho cắt xong liền xé một đùi gà ăn liền. Chà, năm vị đều có, vừa ngon vừa thơm, vua Cản Long một ngày, trong cung ăn hàng trăm món, cũng chưa từng biết đến món này, coi như đây là món mình nếm lần thứ nhất. Hòa thân ngồi ở bên, vẫn chưa dám động đũa, vua Cản Long ăn đã nhiều liền bảo hòa thân, ăn đi. Hòa thân định nói, lĩnh chỉ, hoặc tạ ơn hoàng thượng, xong lại sợ lộ tung tích chỉ dám chớp mắt nói một câu cảm tạ rồi mới ăn hai người ăn lại uống rượu thấy ngon lại gọi con nữa đến con gà ngậm hoa sau mới ăn một bữa thì không sao nuốt hết vua càn long hỏi hòa thân người có biết vì sao mà món này gọi là gà ngậm hoa không hòa thân vội nói thần không biết ạ à? vua càn long quay lại hỏi người hầu bàn món gà này sao lại gà ngậm hoa nên hầu bàn chơi đáp quan khách chưa biết món này là gà ngậm hoa ư ừ, đó là cách nấu vậy Lấy thứ hoa rừng thơm ướp với gà núi đá thịt, không cho vào nồi nấu mà dùng đất sét trộn với bùn bao kín lại, rồi đem củi mà đốt rồi đem lớp bùn khô gạt đi, đợi cho gà bên trong chín. Lối này khiến cho thịt gà cô lại đượm hương vị, thành ra món ăn rất ngon. Vua Cản Long nghe xong rất khoái, cười lớn. Hòa thân chờ hoàng đế đứng dậy, Cản Long chùi miệng, đứng lên định đi. Người hầu bàn vội giữ lại, "Giả, quan khách chưa trả tiền." Vua Cản Long ra phố không mang theo tiền, chỉ mang có một ngọn bút, liền nói, này chú, hôm nay ta ăn rất ngon, nhưng không mang tiền, thế thì ta viết cho ngươi một đôi câu đối, người có thể có cái đáng giá nghìn lạc bạc đấy. Người hầu bàn thấy vua khí phách hiên ngang, nói năng thanh nhã, không giống như tuồng ăn chịu. Nhưng vẫn chưa tin là sao ông ta viết một chữ lại đáng giá nhũng nghìn lạng, liền hỏi, có họa là hoàng đế thì chữ mới đáng giá nghìn lạng. Cản Long cười không trả lời. Lúc ấy, chủ quán thấy lời qua tiếng lại, đứng ở cầu thang nghe một lúc, cho rằng người này hẳn là dân văn chương, vội vàng sai người lấy giấy mực. Cản Long vẩy bút viết tên lừng ải bắc ba ngàn dặm vị át giang nam 12 lần, rồi đề lạc khoản ngày giờ, Cản Long viết, mọi người mặt sợ bệch như đất, đều sụp xuống lầy. Cản Long và Hòa Thân cười lớn, vùng vinh bước ra. Cản Long và Hòa Thân rời khỏi Nhã Vân Hiên, đi dọc phố lớn phía Tây đến một góc phố lại thấy một cửa hiệu trăng đèn, kết hoa, pháo mừng nổ vang, rất là náo nhiệt, nguyên do là nhà hàng đó vừa khai trương. Cản Long quay sang bảo hòa thân, ta vào xem đi, hòa thân sợ đã muộn bảo, bệ hạ đã để xong câu đối, không về cung ư. Vua Cản Long không chịu bảo, phong tục nhiệt hà thuần phác, ái khanh yên tâm, hòa thân vội nói, nô tài tội đáng chết, vua tôi lại đi đến cái chỗ đang náo nhiệt đó cửa hàng này lấy tên là quán cơm thách đối chủ nhân vốn là một vị tú tài thi hỏng chỉ thấy ông ta chỉ tay nói lớn thưa các quý vị đại nhân tôi lâu đã nghe thừa đức là đô thành nổi tiếng người tài hay đến nên từ xa nghìn dặm mà đến mở hàng xin mời các ngài quan tâm đến luôn cho rồi ông ta lại dõng dạp nói cửa hàng của chúng tôi có ra một vế câu đối thách đối tên cửa hàng cũng do thế mà đặt thành nếu vị nào đối được chủ nhân xin tặng ăn tại cửa hàng một tháng không mất tiền, một xu cũng không lấy. Mọi ngụm nhau nhau hỏi, này ông chủ, vế đôi ấy như thế nào? Chủ hàng mỉm cười, cúi mừng đáp, mời vào trong này. Người người theo chủ hàng vào thấy bên trong bàn ghế rất sạch sẽ, nội thất trang nhã, bốn bề tường đều treo chữ viết của những người nổi tiếng. Giữa nhà, trên cao treo một vế câu đối nhất xuyên vô lân, thu đoạn, thiện tràng niêm đại chúng. Một loài không vẩy trạch ngắn, lươn dài, nheo ngoác miệng. Chủ nhân chỉ vào vế đối, bảo vế câu đối này, tôi treo ở giang 50 năm, không ai đối được, nay đến đất quý, hy vọng được gặp tài tử, cao nhân. Vua càn Long nhìn một hồi, vẫn chưa nghĩ ra được vế đối. Lúc đó thấy người vừa ở hiên nhã vân lúc bước chuyển động, chỉ chỉ trò trò. Hòa thân biết họ đã thấy vua càn Long viết chữ, và đã thấy mặt vua, do đó đang lúng túng để lo quỳ lại cho đúng lễ vua tôi hỏa thân vội kéo Càn Long, lần ra ngoài rồi về cung. Sáng ngày hôm sau, Càn Long coi quốc sự, các đại thần lần lượt tâu lên, mọi việc đều đã lo liệu chu đáo. Thái giám truyền, hết việc, lui trầu, vua Càn Long bảo, khoan đã, các đại thần đều đứng lại, vua Càn Long vội truyền, lưu dung lĩnh chỉ, lưu dung xuất ban cúi đầu. Vua Càn Long ban lời, ái khanh vốn đa tài mẫn tiệp, chấm có một việc không biết khanh có đáp ứng nổi hay không. Lưu Dung trả lời, thần đâu dám, xin vâng mệnh, vua Cản Long quay nhìn hòa thân bỗng nảy ra một kế. Nhà vua biết Lưu Dung và hòa thân chẳng ưa gì nhau, liền muốn cho Lưu Dung một phen khó xử, liền nói, nhưng việc này người nên hỏi hòa ái khanh, sau đó, buổi chầu ngày mai ta sẽ bàn. Lưu Dung vội nói, xin lĩnh chỉ, nói đoạn lui chầu, Lưu Dung đúng thơ thần ở giữa đại sảnh, hỏa thân mỉm cười, lạng bước qua, Lưu Dung định đuổi theo, lại nghĩ có lẽ chưa phải lúc còn đang do dự đã thấy thái giám đưa đội quân coi điện bảo ra khỏi cung điện văn thừa tưởng kỳ chờ lưu dung ở trước cửa cung điện lưu dung không nói một lời bước lên kiệu tưởng kỳ bảo Khiêng kiệu về phủ lưu dung ngồi trên kiện bảo không quan lớn định đi đâu ạ à? lưu dung trong kiệu không trả lời qua đã một lúc tưởng kỳ lại hỏi bẩm quan lưu dung trên kiện nói thật ấm ơ tưởng kỳ đưa mắt nhìn văn thừa cả hai không nói nửa lời lưu dung ngồi trong kiệu dầu dầu bảo văn thừa tưởng kỳ nghe ta nói đấy chứ chúng ta hãy đến hòa phù. tưởng kỳ văn thừa sợ vẫn không dám nói lưu dung lại hỏi ta nói sao các người không truyền thế hay là chưa nghe tiếng văn thừa vội truyền lại cho mọi người thế là họ cùng kéo đến hòa phù. lại nói hòa thân lúc trước muốn về luôn nhà trong bụng lại đang có nhiều điều khoái chí liền nghĩ lưu dung ơi Lưu Dung, mi kỳ này sẽ biết tay ta. Cái chuyện hôm nay ngươi chưa hiểu mô tê gì đâu. Liền từ trong kiệu, gọi Trương Thiên Hoành. Trương Thiên Hoành nghe thấy, vội thưa, thưa tướng công. Hòa thân nói, chưa về nhà vội, chúng ta hãy đến Thúy Di Trang. Trương Thiên Hoành vội vâng mệnh cho quay kiệu đến Thúy Di Trang. Đến thấy Di Trang, chủ nhân thấy hòa tướng công tới, vội vàng ra đón, nói, thật là vui mừng từ trời xuống, tướng công không quên nhà chúng tôi. Hòa thân rào bước tới nói, sao lại không đến, này ông chủ, làm ăn tốt chứ, chủ nhân vội thưa, nhờ phúc của tướng công đấy ạ, à? liền mời hòa thân vào gian đẹp. Hòa thân ngồi xuống, Trương Thiên Hoành đứng ngang hầu, chủ nhân đứng một bên hỏi nhỏ gì đó, rồi, thấy cửa rèm mở, tiến vào hai kỹ nữ. Cô đi trước chừng 17, 18, mặt hoa da phấn, cô đi sau chừng 15, làn da trắng mịn màng. Vừa vào, Chủ nhân hỏi, các em đến đây à? Lại chỉ vẽ luôn rằng, đây là quan lớn. Thúy Hoàn, phải hầu hạ tuấn công tử tế nhé. Hãy ngồi sang bên. Cô 17, 18 bén lẽn ngồi ngay bên cạnh hòa thân. Cô 15, 16 vẫn còn đứng, giữ ý chưa ngồi. Hòa thân bảo chủ nhân, ta nghe, chốn này chưa có món này, này cũng có rồi ư. Dạ, chưa hẳn thế đâu ạ. À? Hai cô bé này, ở cách đây hai chục dặm, cha mẹ họ vốn người ở trong thành này bà mẹ đưa về cũng không muốn cho làm ở nhà hàng, xong tôi thấy họ không có công việc, liền gọi các cháu đến. Cô này tên là Thúy Hoa, cô kia tên là Thúy Hoàn. Đều là những người xinh đẹp, đáng yêu, đầu mày cuối mắt, không biết đã hợp ý ngài chưa? Hòa thân cười nói, khỏi nói nhiều, người nói hẳn là không sai. Một lúc sau sai người nhà đưa tới một món ăn ngon, và một hồ rượu rồi bảo mời quan lớn dùng rượu. Thúy Hoa cầm lấy hồ rượu, rót rượu cho mọi người rồi đặt bình xuống lấy đũa gắp thức ăn cho hòa thân sau lại gắp cho trương thiên hoành chủ nhân cũng cầm tay thúy hoàn cầm lấy đũa thúy hoàn vội đứng dậy bảo xin dừng tay em tới đây rồi vội cầm lấy đũa tiếp đãi gấp hết miếng này dâng tận miệng rồi lại gắp miếng khác chủ nhân đột nhiên nghĩ ra điều gì liền bảo phải rồi phải rồi chỉ thấy ngoài rèm cửa chạy vào một người hầu đúng cách bàn tiệc năm sáu thước đứng chờ Chủ nhiệm gật gật đầu, bảo hắn tiến đến gần rồi ghé tai nói nhỏ vài câu. Người hầu miệng, vâng, vâng, rồi quay ra. Một lát sau, phía ngoài tiến vào một gã mặc áo nền bông xanh, tay cầm hai chiếc đàn ba dây, một cái trao cho Thúy Hoa, một cái trao cho Thúy Hoàn, bảo hầu hạ quan lớn cho tốt nhé. Chủ nhân nâng chén nói, chúng ta cạn một chén, nghe các nàng hát vài khúc ta lại uống. Nói xong, hai cô liền đàn, mỗi người lại cùng hát một khúc. Hòa thân ngừng đũa rất lâu mà vẫn không ăn gì, liền đặt đũa xuống. Chủ nhân bảo, trong mâm này mọi thứ có một cách gọi riêng, quan lớn đã biết chưa? Hòa thân nói, chưa biết. Chủ nhân cầm đũa chỉ rồi nói, đấy là món cá, cơn giận dựng nước, đây gọi là nước hải sâm, trăm lần bẻ không gầy, đây là món thịt dê, mạnh mẽ khôn lường, đây là món gà, tuổi cao có đức, đây là món vịt, tha hồ tiểu sắc, đây là món canh, lòng dâm như nước. Nói xong mấy người cùng cười ầm lên lại nói đám khiêng kiệu Lưu Dung chạy đến giữa trưa thì đến Hòa phủ. Văn thừa đến từ cửa phủ đưa danh thiếp, chờ một lúc, mưu sĩ ở Hòa phủ là Chu Y Viên ra đón tiếp, đến trước Lưu Dung khom mình nói: "Bẩm quan, ngài có việc gì ạ?" À? Lưu Dung hỏi: "Tướng công nhà ngươi đâu?" Chu Y Viên nói: "Lên dự buổi trầu rồng rồi ạ." À? Lưu Dung cao mặt nói: "Tan trầu từ nửa giờ thìn kia mà." Chu Y Viên vẫn nói: "Vẫn chưa thấy về phủ." lưu dung biết hòa thân cố ý gây khó cho mình ông liền cao giọng bảo văn thừa tưởng kỳ quay về phủ chu y viên vội ngăn lại bảo đừng đừng ngài hãy vào phủ nghỉ ngơi một chút lưu dung xua tay không cần tưởng kỳ truyền to một tiếng khiêng kiệu đám lưu dung mấy người đi xa dần chu y viên đứng lại bần thần không hiểu ra sao cứ tự hỏi hòa tướng công sao lại chưa về nhỉ